Chào cả anh chị. Anh chị có nghe rõ không ạ? Dạ Dạ, có, nghe nghe rõ. Em có nghe rõ không? Dạ, nghe đây. Dạ, nghe rõ. Nếu mà em nghe rõ anh nhấn vào chat nhé. Các bạn khác nghe rõ Dạ có không? Dạ. Ok. Vậy thì bây giờ như thế này, trước khi mà bắt đầu cái bài giảng á, thì đầu tiên là tôi giới thiệu. Thứ nhất là tôi là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hỷ, giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình. Thì rất tiếc là không gặp được cả anh chị ở tại bệnh viện Trung Huế. Bây giờ thì do dịch như thế này thì chúng ta sẽ có cái bài giảng qua online. Thì trước khi bắt đầu cái bài tối chiều sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học về bài gãy cổ xương đùi, đúng không? Thì như vậy là cũng như nhóm trước thôi, thì trong quá trình học chúng tôi sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, và thứ hai nữa là nếu các anh chị có cái gì hỏi thì các anh chị có thể chat bằng đánh cái message ở bên dưới đó, chúng ta sẽ trao đổi như vậy. Vì online thì hơi cứng cáp một tí, nhưng mà mình cũng phải có một cái gì đó để cho nó dễ trao đổi, thỏa thuận nhau trước để dễ trao đổi trong quá trình học. Thì trước khi bắt đầu cái bài giảng này thì chúng ta vì nếu do các anh chị không ra Huế, do đó chúng tôi muốn giới thiệu một tí về cái ngành học chấn thương chỉnh hình. Thì trước đây thì không biết là các anh chị có nghe ai giới thiệu chưa, nhưng mà các anh chị biết rằng là cái chuyên ngành chấn thương chỉnh hình là một cái chuyên ngành nó khá rộng, biết đâu trong các anh chị có thể nam có thể nữ, nó sau này có thể là chọn một chuyên ngành này, đúng không? Chúng ta biết một tí thì các anh chị biết rằng là đặc điểm của cái bài của cái ngành chấn thương chỉnh hình đó là hàng xuất khác từ cái từ mà các anh chị hay hay nghe đó, thì orthopedic đó, là tức là về cái bản cái từ này để nhìn dạ ra là người ta nói làm cho nặng, làm cho thẳng lại, làm cho đúng, tức là chỉnh lại cái cho nó thẳng trục. Thậm chí cái logo của ngành chấn thương chỉnh hình các anh chị thấy có một hình cái nó cong đó, và người ta đặt một cái nẹp bên ngoài để mà fit lại và sau mới đặt chỉnh. Đó là cái logo hầu như cả cái trung tâm chỉnh thương chỉnh hình và các bệnh viện trong ngành chỉnh hình là người ta hay chọn cái logo như vậy. Các anh chị nhìn một cái logo là các anh chị biết à, cái logo đó là của ngành chỉnh thương chỉnh hình. Cái thứ hai là ngành chỉnh thương chỉnh hình đó, thì ở đặc điểm của Việt Nam chúng ta nó có những đặc điểm khác gì khác so với ngành chỉnh thương chỉnh hình thế giới. Thì các anh chị biết rằng là xuất phát đó, đầu tiên ở Việt Nam thì các anh chị biết hồi xưa là nó một cái khoa ngoại chung. Ngoại chung là gì? Ngoại chung là nó có rất nhiều cái chuyên ngành, ví dụ như tiết niệu thần kinh rồi lồng ngực tim mạch vân vân, bùng chấn thương chỉnh hình bỏng, làm gì bỏng người ta cũng ghép có rõ nhưng mà ít, thì trong cái phạm vi hẹp thôi. Thì như là các anh chị thấy là một ngành rất là rộng, đúng không? Nhưng mà bây giờ chứ là ở Việt Nam mình hồi xưa là hoạt động trong một cái khoa ngoại chung, thì sau này dần dần khi mà cái ngành phát triển lên rồi và thì để nó bắt gọi là hòa nhập được với cái sự phát triển chung của mỗi của ngành chấn thương chỉnh hình thế giới, thì ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam bây giờ nó cũng có sự thay đổi. Ở nhiều bệnh viện, ở nhiều trường đại học bây giờ nó có một những cái ngành chuyên về cái khoa chấn thương chỉnh hình, ví dụ như ở trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện Trung ương Huế, trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đà Nẵng v.v. thì hầu như nó riêng biệt, và trong cái sự riêng biệt là thậm chí người ta còn chia ra những cái chuyên ngành rất là sâu nữa đó. Thì như vậy các anh chị có thể hình dung trong một ngành chấn thương chỉnh hình chung mà có những cái chuyên ngành lớn như thế này. Đầu tiên là nói đến chấn thương. Chấn thương là gì? Nói đến chấn thương là nói đến gãy xương. Như vậy tất cả những bệnh nhân cấp cứu gãy xương thì người ta đưa vào một phần chấn thương, nghĩa là phần trauma đấy. Thì cái phần này thì thu nhận tất cả các bệnh thương và các bệnh lý liên quan đến xương, ví dụ như là viêm xương, u xương v.v. thì có nơi người ta tách ra nhóm nữa, nhưng mà trước mắt là tất cả những cái khoa ngoại, các bệnh viện từ tỉnh từ trung ương hầu như là chấn thương là gãy xương và các bệnh lý liên quan gãy xương, cũng như các cái di chứng sau gãy xương, ví dụ như không liền xương, trục giả, bệnh lý vân vân, thì người ta sẽ có đó. Một cái thứ hai, một cái lĩnh vực thứ hai mà nó khá lớn là đó là ngành về phẫu thuật chỉnh, người ta gọi là sport medicine, là chỉnh y học thể thao. Y học thể thao là gì? Y học thể thao và nội soi khớp, mà nội soi can thiệp nội soi chẩn đoán thì người ta sử dụng chung cả cái này. Thì hầu như cả cái phẫu thuật nội soi khớp đó, thì người ta gộp vô cái phần chỉnh thể thao. Một mảng thứ ba nữa là cực khá lớn, đó là một lĩnh vực về thay khớp nhân tạo, người ta gọi là chỉ đó joint replacement hay là arthroplasty đấy. Thì arthroplasty nó có nghĩa nó rộng hơn, nghĩa là tất cả các cái phẫu thuật mà ví dụ như can thiệp đến khớp thì người ta gọi là tạo hình khớp, nhưng mà cũng có những thay thế là replacement, là thay thế, thì thay thế khớp nhân
thái khớp cũng nghĩa là khớp nhân tạo thì là một ngành rất là lớn của ngành chấn thương chỉnh hình, mà bây giờ nó cũng rất là phát triển. Cái một cái lĩnh vực thứ tư nữa là cái gì thấy là đó là lĩnh vực gì, được tạo hình vi phẫu. Thì nói đến tạo hình là gì? Tạo hình là tất cả liên quan đến cả cái che phủ, ví dụ như tổn thương mô mềm, cả cái khổng, cả cái che phủ bằng cả cái vạc tại chỗ không vân. Thì ngày nay người ta gọi là ngành tạo hình, hay còn gọi là plastic surgery. Như vậy là cái ngành plastic này á, là nam cũng có đi, nữ cũng có đi, và đặc biệt là bây giờ có thêm một phần cosmetic là phần tạo phẫu thuật thẩm mỹ á. Thì hầu như những người mà xuất phát từ làm thẩm mỹ là nó phải xuất phát từ đã đào tạo về phẫu tạo hình một cách bài bản. Thì hồi tí tôi sẽ giới thiệu quá về thế giới tí để gắn chị nhóm. Như vậy ngoài ra, như vậy các cái ngành bốn cái lĩnh vực lớn như vậy thì chúng ta có thêm những cái chuyên ngành sâu. Ví dụ như là sâu đây là gì, giả sử như là có nơi thì người ta kia làm cái phần chi trên, có nơi thì người ta kia làm chi dưới. Như vậy một cái phẫu thuật viên chỉnh hình, hay là còn gọi là mình hay gọi là orthopedic surgeon ấy, thì những cái phẫu thuật viên này người ta làm ở các cái lĩnh vực chuyên ngành như vậy và đi sâu đó, đi sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành như vậy. Nhưng mà còn có một số các bệnh viện phát triển, ví dụ như là về cái chuyên sâu những bệnh viện chỉnh hình nhìn thấy như người ta còn chia nhỏ nữa, ví dụ như cái vùng gọi là bàn tay chẳng hạn, phẫu thuật bàn tay thì gọi là hand, là về chuyên về hand ấy, tức là họ chỉ làm được phần cổ bàn tay thôi. Có những nơi thì ở các cái vùng mà sâu nữa thì người ta lại chia bằng cổ bàn chân đó. Anh biết cảm gì phải đang những ngành chỉnh hình nhìn thấy là một ngành mà phát triển rất lớn, và đặc biệt là trong thời gian gần đây, đặc biệt là các cái chấn thương mà liên quan đến chấn thương thể thao thì nhu cầu gọi là hồi phục và phục hồi chức năng, kết quả sau mổ nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến các cái nghề nghiệp sau này. Do đó các cái chuyên ngành sâu như vậy càng ngày càng phát triển. Thì đó là ở Việt Nam. Thì như vậy là tóm lại ở Việt Nam hiện nay người ta đang phát triển theo hướng là định hướng dần dần chuyên sâu số hóa một số các lĩnh vực. Thì đối với các thì chỉnh hướng nhìn hình thế giới, thì như vậy chỉnh hướng nhìn hình thế giới thì nó có cái gì? Nó cũng tương tự như vậy thôi, tức là mình bắt chước theo người ta mà. Thì cả gì vậy, nó cũng có ngành ví dụ như phẫu thuật tạo hình, rồi phẫu thuật thay khớp, rồi phẫu thuật nội soi khớp, hay còn gọi là phần chỉnh hướng thể thao, y học thể thao, hay là mạng về spine, tức là mạng về chỉnh hướng cuộc sống vân vân. Thì nó đi càng ngày càng chuyên khoa hóa như vậy. Thì như vậy ở Mỹ hoặc là một số các nước mà phát triển thì người ta hầu như là các anh chị biết sau khi tốt nghiệp y khoa xong thì bao giờ thì họ sẽ đi theo cái ngành gọi là, nếu mà làm lâm sàng thì người ta đi vào cái ngành gọi là nội bác sĩ nội trú, tức là residency. Thì trường hợp này thì thông thường là họ phải học 4-5 năm thì theo chuyên ngành, và sau đó thì trong sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thì những nội trú chấn thương hình thì hầu như người ta làm tất cả các lĩnh vực của chấn thương hình. Nhưng mà với cái áp lực công việc, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, với cái nhu cầu đào tạo chữa điều trị cho chuyên sâu, thì như vậy sau khi tốt nghiệp nội trú xong thì thông thường bác sĩ nội trú người ta chọn một cái chuyên ngành, một cái mũi nhọn thôi để mà đi. Ví dụ như có người thì đi về đi học thể thao, có người thì đi học về tạo hình thẩm mỹ, có người thì đi học về cuộc sống vân vân. Thì như vậy người ta phải học thêm theo lâu thì khoảng tầm thời gian 1-2 năm, tùy theo cái ngành đào tạo. Như vậy để là anh chị biết, để hành nghề ở Mỹ như vậy là cả anh chị thấy 4 năm là bachelor là trung học chung, sau đó 4 năm đi qua là 8 năm, 5 năm nội trú 13 năm, và sau đó cái lâu nữa. Như vậy cả anh chị được từ khi vào học trường đại học cho đến khi ra trường để hành nghề được ở Mỹ thì thông thường mất thời gian 15-16 năm là tìm được. Và chưa kể là gọi là khi đó học CME là cái bắt buộc 2 năm ở Mỹ người ta phải gọi là đào tạo liên tục, và phải đôi khi là 5 năm phải thi lại bằng để mà làm một cái chứng chỉ hành nghề. Như vậy thì trong cái công việc mà học và đối với ngành y khoa là anh chị phải đặt tức là liên tục đó. Anh nghĩ cái vấn đề mà đào tạo chuyên sâu, tôi nghĩ ra là Việt Nam bây giờ trong thời gian đến thì mình cũng nhân dân người ta phải học theo cách như vậy. Ở một số nước ví dụ như là ở Đông Nam Á, mình không đi đâu xa, ở các nước châu Âu thì đương nhiên rồi, nhưng mà ở được các nước Đông Nam Á ví dụ như là Thái Lan, Singapore thì hầu như người ta đã bắt đầu chuyển dịch qua cái xu hướng phát triển chung của thế giới như vậy rồi. Và khi người ta có học bên kia thì họ không có cái gì bỡ ngỡ, thì những cái chuyên ngành sâu người ta lại có định hướng trước. Còn đương nhiên ở Việt Nam mình, ở cái khu vực Đông châu Á này, thì hầu như ở các nước mà phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, thì Trung Quốc, thì hầu như là các cái tình trạng mà gọi là người ta gửi theo lâu hoặc là qua bên Mỹ học rất là nhiều. Thì bạn dự biết rằng là cái phát triển của ngành là như vậy.
Đấy, tôi cũng sơ bộ để các anh chị biết được là mình nhớ à, các anh chị đi học cái ngành chấn thương chỉnh hình thì các anh chị biết là cái nội dung mình sẽ học là cái gì và cái tương lai mình hướng đến cái gì, biết đâu là các anh chị thôi nãy tôi nói một số anh chị có thể nam có thể nữ có thể tuyên đến cái học học các cái ngành chấn thương chỉnh hình thì cả đó thì là lựa chọn các anh chị thì các anh chị biết cái ngành mình học là như thế nào. Đấy, thì đó là một điểm qua một vài cái nét mà cái ngành học mà chúng ta sẽ theo học trong khoảng thời gian trao đổi mà các anh chị có mấy tuần ấy, bởi vì sau này các anh chị là bác sĩ đa khoa, sau một thời gian mà học ra trường rồi thì các anh chị có thể học các chuyên ngành sâu tùy theo lựa chọn sau này. Tôi nói như vậy có còn nhắn không ạ? Các anh chị nghe có rõ không? Nếu các anh chị nghe rõ thì các anh chị cần chậm lại không? Có nhắn lỏng ạ? Rõ hả? Ok. Vậy đấy thì như vậy chúng ta sẽ nếu các anh chị có cái gì mà nghe không rõ thì các anh chị có thể gửi cái message ở dưới để tôi biết và có thể điều chỉnh được ha. Thì bây giờ khi như vậy thì chúng ta sẽ qua cái phần chính của cái nội dung hôm nay, đó là những tôi sẽ giới thiệu với các anh chị cái bài gạch cổ sinh đôi. Thì về yêu cầu của cái bài này là gì, mục đích của bài học này là các anh chị biết được một loài gãy xương ở vùng chi dưới hay gặp, và cái yêu cầu của bài học này là các anh chị phải nắm rõ được làm thế nào đó để biết được là ít nhất một số các cái đặc điểm chính để các anh chị chẩn đoán về mặt lâm sàng. Thứ hai nữa là các anh chị phải biết cái chẩn đoán này hỗ trợ cho cái chẩn đoán này là cái gì. Về mặt cái thứ ba là về mặt điều trị thì các anh chị sẽ nắm được các cái nguyên tắc điều trị cơ bản của cái gãy cổ sinh đôi này là gì. Và cái thứ tư nhưng mà nó là năm đầu là phải nắm rõ về cái giải phẫu cũng như phân loại của cái vùng gãy của cổ sinh đôi. Đấy, thì như vậy là các anh chị các mục tiêu là như vậy. Trong quá trình giảng thì thế nào tôi cũng sẽ đặt ra một vài câu hỏi để mục đích là khi các anh chị có nắm được các cái nội dung mà cần thiết để khi chúng ta học cái bài này hay không. Bây giờ chúng ta đi trực tiếp vào từng phần của bài giảng. Thì sơ việc về lịch sử thì thực sự ra thì lịch sử tất cả các cái loài gãy xương thì thông thường đều có những cái tác giả mà đặc biệt là ở châu Âu người ta đã tìm ra từ rất là lâu, tuy nhiên nó chỉ nằm dưới dạng là mô tả là chính. Thì cái này là năm 564 là Paré là người đầu tiên đã mô tả cái vùng gãy cổ sinh đùi. Từ trên slide thì cả anh chị cũng thấy, và đến năm 1852 thì Popper cũng phân ra cái loại gãy này là gãy trong khớp hay là gãy ngoài bao khớp. Thì cả anh chị lưu ý như thế này này, trong cái vùng gãy cổ xương đùi thì người ta là một trong những người ta nếu các anh chị đọc tài liệu tiếng Anh thì các anh chị sẽ thấy tức là cái này nó xếp trong là cái hip fracture. Tức là hip fracture là gì, là cái gãy xương vùng, nếu dịch ra tiếng Việt thì mình có cái từ nào nhưng mà nôm na là gãy cả cái xương ở quanh vùng cơ bản, thì nó có hai cái thôi, một là gãy cổ xương đùi và hai là gãy liên mạc chuyển xương đùi. Thì như vậy trong cái phần gãy cổ xương đùi là một cái gãy mà nó nằm trong nội khớp. Các anh chị lưu ý nội khớp ở đây là gì, tức là cái vùng sau này đến phần giải phẫu tôi sẽ nói rõ hơn. Nội khớp là gì, nó được bao phủ xung quanh bởi cái gì đó, cái bao khớp đấy, thành ra là đó một cái đặc điểm do cái cấu trúc giải phẫu như thế này. Và sau này thì khi mà các anh chị mà cần mà gọi là nghiên cứu về mặt giải phẫu thì các anh chị sẽ thấy nhìn rõ. Về cùng một cái đặc điểm về lịch sử thì các anh chị thấy rằng là trong cái phần lịch sử về điều trị ấy, thì các anh chị sau này trong một phần điều trị tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà cái lịch sử điều trị này cũng trải qua cả một quá trình, các anh chị thấy là nó từ cái phần mà điều trị từ đơn giản cho đến phức tạp thì có theo quá trình lịch sử. Ví dụ như từ kéo liên tục từ giữa thế kỷ thứ 19 người ta đã bắt phát hiện ra rồi, và đến năm 1930 là trong thế kỷ 20 thì là ví dụ như Smith hoặc là Lippert hoặc là Weissman vân vân, Smith Peterson là những người mà đưa ra cái bất đồng. Thì các anh chị thấy rằng là lịch sử về điều trị là như vậy. Và sau này dần dần thì đến một cái giai đoạn phát triển hơn khi mà người ta phát hiện ra được các cái dụng cụ về kỹ thuật xương bên trong hoặc là bên ngoài đó, thì các cái nguyên tắc này đã được đưa vào trong cái áp dụng của điều trị gãy xương của gãy cổ sinh đùi. Tuy nhiên thì các anh chị sau này trong phần điều trị tôi sẽ nhấn mạnh hơn thì những kết quả như này nó có mang tính chất lịch sử, thì bây giờ đối với kết quả hiện tại là như thế nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần điều trị. Bây giờ phần thứ hai mà các anh chị nghiên cứu thì tôi muốn giới thiệu là các anh chị về mặt giải phẫu của thực hành là một cái để mà biết được, nên đây là một cái cơ sở bệnh lý để cho các anh chị biết được vì sao mà cái gãy xương nó xảy ra như vậy và cơ chế biến cái các cái biến chứng nó có thể xảy ra gì, nó cũng liên quan đến một phần về giải phẫu của xương đùi. Thì các anh chị biết rằng là thực hành là một cái khớp rất là mạnh,
nó nối từ cái xương xương chậu đấy á, xương chậu đây, và đây là cái chợ xương đùi, đây là chọn xương đùi như thế này, thì là nó được nối với cái xương chậu, và đây là toàn bộ cái lực của cơ thể chúng ta sẽ được tải lên cái phần xương đùi này, và với cái tải như thế này thì rõ ràng đây là một cái khớp rất là mạnh. Thì các anh chị biết rằng á, là xung quanh khớp háng này nó có một cái hệ thống cơ lực cơ rất là mạnh đó. Thì với cái cơ lực như thế này và nó làm cho khớp háng nó rất là vững chắc, và thứ hai nữa là gì, nó chịu vào khi chúng ta vận động thì cả cái cơ lực này nó giữ cho khớp háng được vững và nó không bị trật. Thì cái hệ thống mà cơ như thế nào như sao thì các anh chị có thể đọc thêm phần giải phẫu chúng tôi cũng cần nói rõ, nhưng mà các anh chị phải biết rằng đây là một cái hệ thống cơ rất là vững chắc. Cái đặc điểm thứ hai là gì, thứ hai là cái phần về bao khớp thôi, nãy tôi nói rồi, từ phần đây là các anh chị thấy này, tôi sẽ mô tả rõ các anh chị thấy này, trong cái phần cổ xương đùi này, cái phần đầu trên xương đùi này người ta gọi là gãy quánh, cái vùng này thì người gọi là hip fracture. Thì trong hip fracture này hẳn cái dung liệu mà các anh chị khi mà đọc các tài liệu tiếng Anh thì các anh chị sẽ phân làm hai loại, một loại là gì, gãy từ cổ xương đùi cho đến chỏm, và thứ hai là một cái loại là gãy liên một chuyển. Thì các anh chị biết hình dung đây là cái phần này là người ta gọi là một chuyển lớn, cái phần lồi ra đây người ta gọi là một chuyển bé, và từ cái phần nền của từ nối lưng nước một chuyển đây người ta gọi là nền cổ, và từ cái phần này đi lên trên người ta gọi là cái phần cổ là chỏm xương đùi. Như vậy cái phần chúng ta đang học ở đây chính là cái phần cổ xương đùi này, và thậm chí liên quan đến chỏm nữa đó, vì có một cái số thể dài mà giữa chỏm thì nó liên quan mình là được sẽ vào trong cái vùng gãy. Như vậy là cái vùng liên một chuyển này cả anh chị sẽ học được ở một cái bài gãy liên một chuyển riêng biệt. Thì giữa hai vùng này vì sao người ta lại có sự phân chia ra giữa cái này và giữa kia như vậy, thì chúng ta sẽ qua cái phần gọi là một cái phần khá quan trọng, đó là cái phần cung cấp mạch máu nuôi dưỡng. Thì tìm hiểu về mạch máu nuôi dưỡng này thì các anh chị sẽ biết được cái sau này nó liên quan đến nhiều cái trong chẩn đoán, liên quan đến cái nhà trong và điều trị, và liên quan đến trong cái phần mà tiên lượng. Thì các anh chị biết rằng là mạch máu nuôi dưỡng cái vùng đang nói đến mạch máu nuôi dưỡng của vùng cổ xương đùi, thì các anh chị sẽ thấy này, mạch máu nuôi dưỡng này nó có ba cái hệ thống chính, một cái hệ thống mà đi từ bao tử đi vào từ bên trên từ động mạch bụi cầu sau chẳng hạn, thì nó sẽ chia ra một cái màng lưới máu mạch rất là nhỏ và đi vào nuôi chọn xương đùi. Một cái thứ hai nữa là một cái đi từ động mạch dây chằng tròn, thì khi gắn mà dây chằng tròn này á, nó đi vào và nó nuôi trực tiếp vào chọn. Và thứ ba là một cái nhánh từ dưới thân xương đi lên đó, thì nó cũng chia nhắm ra và các cái hệ thống máu mạch đi vào. Nhìn thì đây là một cái hệ thống máu mạch rất là phong phú, tuy nhiên nhìn thì thấy như thế này, nhưng mà thực sự ra để cung cấp máu cho toàn bộ với cái ba hệ thống máu mạch như thế này, nó rất dễ bị tổn thương khi nó xảy ra một cái sang chấn ở vùng cổ xương đùi đó, và điều này nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị của mình, nó gây ra cả cái biến chứng và chúng ta sẽ nghiên cứu trong một phần triệu chứng cũng như là trong một phần tiên lượng của mình đó. Như vậy cả anh chị tóm lại này, cả anh chị phải nắm chắc được có ba cái mạch máu chính xuống nuôi cổ xương đùi đó, và hệ thống này nó được phân thành cái màng lưới máu mạch nhỏ để nuôi. Và khi những cái tổn thương như thế này nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy mà chúng ta sẽ biết ở trong phần kết quả. Như vậy là về đặc điểm giải phẫu cái thứ nhất là các anh chị cần lưu ý cho cái điểm đó. Đặc điểm thứ hai, đây là một cái hình vi phẫu thôi, từ máu của chọn các anh chị thấy là mình phần trên, phần dưới lên và phần lưng mặt lên trên tròn đi vào thế này. Các anh chị thấy ba cái hệ thống này đặc điểm như vậy. Về cấu trúc mà cái cấu trúc thứ hai mà các anh chị lưu ý là cái hệ thống cấu trúc của các cái bè xương. Thì trong cái bè xương thì các anh chị đọc thì giải phẫu thì các anh chị sẽ thấy nó có hai cái loại đó, là cái hệ thống hình cột và hệ thống hình vòm. Đây thì các hệ thống hình cột hình vòm này nó đang xen với nhau và nó gây nên cái vững cho cái cấu tạo của xương. Tuy nhiên nó cũng có những cái vùng rất là yếu, đó là cái vùng giao khoa, tức là giữa hai cái hệ thống hình cột hình vòm này thì hẳn không có, do đó nó rất là yếu, và chính cái điểm yếu này nó gây nên gãy cổ xương đùi. Như vậy là các anh chị lưu ý á, một cái đặc điểm mà dễ gãy là thường nó rơi vào cái vùng yếu này, tức là cái giữa cái giao khoa với cái hình cột, hình cột có cái hình vòm như thế này. Để cái gì lưu ý cho cái đặc điểm giải phẫu thứ hai, mà cái này trong một câu hỏi thi cái đặc điểm cũng có đấy. Một cái đặc điểm thứ ba nữa mà các anh chị biết là về cái liên cảnh thì liên quan đến điều trị, sau này khi các anh chị học xấu thì các anh chị phải nắm vững được là những cái vị trí như thế này để các anh chị đi vào công tác mổ xẻ. Ví dụ tôi lấy ví dụ thì góc mà trục của cổ sự của thân xương đùi này, và trục của cổ xương đùi này nó mở một góc khoảng 125 đến 130 độ như thế này, và cái góc này á, thì là đứng cái mặt phẳng mà cắt đứng ngang, còn cái mặt phẳng mà cắt đứng dọc thì các anh chị thấy rằng cái cổ xương đùi này này nó sẽ bị hơi ngửa ra trước đó, hơi ngửa ra trước khoảng tầm 20 độ.
Như vậy gấp ngựa này và cái gấp trục thân xương này nó sẽ quyết định đưa cái phương tiện dụng cụ bao cổ xuống đuôi càng là nào cho mình chính xác khi mình mổ. Đó là một đặc điểm thứ ba về mặt giải phẫu mà các anh chị lưu ý. Và tóm lại khi nghiên cứu về mặt giải phẫu thì các anh chị lưu ý cho 3 điểm. Thứ nhất là phải nắm rõ được cái trục cá ký, đây là một chuyện lớn ha, đây là một chuyện bé ha, chỗ mơ ra. Và đây là nắm được cái gấp trục cổ xương này, cái phần cổ xương đùi là từ đâu, tức là cái nền từ đường gãy nối với mẫu chuyển như này và trở về phía trên này. Thì đây là cái vùng này tức gọi là vùng gạch cổ xương đùi, còn đây dưới là phần xương đùi rồi. Và trong cái vùng cổ xương đùi này các anh chị lưu ý có một cái đặc điểm, đó là cái vùng chỉ đó femoral head play là vùng vùng chọn xương đùi đó. Thì cái vùng mà cổ xương đùi này thì người ta chia ví dụ như cái vùng chọn này, sau này khi đi về các cái hình về phân loại về giải phẫu thì các anh chị nắm này, vùng đây là vùng chọn. Thì nếu gãy dưới vùng chọn này người ta gọi là gãy dưới chọn, gãy trong trường hợp này là gãy giữa cổ này á, thì người ta gọi là gãy cổ chính danh. Và cái thứ ba này gọi là gọi gãy đáy hay nền cổ xương đùi. Như vậy thì phân về mặt giải phẫu thì các anh chị lưu ý vùng thì các anh chị biết một chuyện bé một chuyện lớn, chọn và cổ xương đùi nó rơi vào ba vị trí gãy thế nào đó, thì các anh chị biết là giữa chọn, gãy cổ chính danh và gãy nền cổ. Như vậy đây là cái định nghĩa về cái gãy cổ xương đùi. Một cái đặc điểm thứ hai mà tôi muốn nhắc lại các anh chị đó là cái hệ thống cấu trúc, hệ thống quạt, hệ thống vòm gây nên một cái điểm yếu và trường hợp này dễ gãy vỡ. Thứ ba là hệ thống mạch máu nuôi dưỡng, thì các anh chị lưu ý cho thể ba hệ thống mạch máu nó đi vào phòng chọn. Và hệ thống này nhìn như thế này nhưng mà nó rất nghèo nàn và nó dễ bị sang chấn khi gãy cổ xương đùi do tình trạng di lệch. Chính điều này nó ảnh hưởng đến tình trạng nuôi dưỡng của cái chọn và nó dẫn đến các cái hậu quả trong tiên lượng mà điều trị sau này các anh chị sẽ nắm. Đấy, như vậy về mặt giải phẫu là các anh chị nắm cho ba cái điểm đó. Về mặt giải phẫu thì các anh chị có cái gì cần hỏi mà nếu có gì anh hỏi thì cũng rõ thì các anh chị có thể khi đó gửi cái message để mà hỏi, để chúng tôi sẽ trả lời cả câu hỏi của anh chị. Anh chị nghe rõ mà? Dạ rõ thì... À, mà thầy nói chậm chậm một tí nữa chúng em hơi nhanh một tí. Ok, vậy thì như vậy là nếu mà các anh chị không có câu hỏi nào hôm nay thì chúng ta nói chậm một chút hả? Ok, mình sẽ nói vì dòng Huế thì đôi khi nói khó nghe đúng không? Và thứ hai nữa là nói nhanh thì đôi khi các anh chị nghe không rõ, nhưng anh chị có thể để lại cái message ở bên dưới để chúng ta sẽ nói lại cái từ cho mình dễ hiểu. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là phần cơ chế. Như vậy cơ chế thì các anh chị biết rồi, trong chấn thương thì thường có thể là trong các tài liệu mà đọc thì các anh chị có thể biết cái người ta dùng hai cái từ như thế này gọi là chấn, mình có thể nôm na dịch ra gì, tức là chấn thương với năng lượng cao hoặc là với năng lượng thấp. Đấy, thì với các cái sáng chấn trực tiếp mà mạnh thì thường người ta gọi là chấn thương với năng lượng cao. Các anh chị tư dùng từ tiếng Anh thì mình có thể là mình Việt Nam mình hay dùng chấn thương trực tiếp mạnh, hay là chờ nhìn sau một cái chấn thương nhẹ ví dụ như ngã đập móng xuống đất chẳng hạn, thì cả nhà thì tiếng Anh người ta hay dùng một chữ gọi là low energy hoặc là high energy. Như vậy hai cái từ đó là cả anh chị đọc trong tài liệu tiếng Anh thì cả anh chị sẽ thấy rất nhiều. Thì bây giờ quay lại cái phần gãy cổ xương đùi này thì thường như thế nào, thì nó có hai cái thứ nhất là gì, nếu giả sử như những sang chấn mà hay gặp của người trẻ mạnh thì phải là sang chấn mạnh. Như vậy là chúng ta thường là chỗ để gặp trường hợp mà chấn thương trực tiếp rất là mạnh, ví dụ như tai nạn ô tô hoặc là tai nạn xe máy vân vân, và thường hay gặp ở người trẻ. Vì rằng 3 đến 5% là chỉ gặp người trẻ thôi, thì cả anh chị thấy rằng tỷ lệ nó rất là thấp. Cả anh chị có biết vì sao mà người trẻ khó gãy cổ xương đùi không? Cả anh chị nào biết được không? Vì sao người trẻ lại khó gãy cổ xương đùi hơn là người già? Trong khi người già người lớn tuổi 90%, tỷ lệ 90% và chỉ cần một cái sang chấn nhẹ. Các anh chị biết không? Như vậy là như thế này, cũng có một số người trả lời là cũng đúng ấy. Tức là ở người già thì các anh chị biết đó, người già thì tình trạng xương nó loạn, đúng không? Tình trạng xương nó loạn. Ở người trẻ thì các anh chị biết rằng trong cấu trúc của xương là rất nhiều thành phần, trong đó có cả cái sợi collagen và cả cái tế bào nước. Thì đối với những người trẻ thì cái cấu trúc này á, thường nó còn cái độ đàn hồi cũng giống như ở trẻ em vậy, nó có cái độ trung giảm, có độ đàn hồi,
trong người, người lớn ấy, thì thông phân lớn ở những người già thì cái collagen nó sẽ giảm đi và cuối nó tăng cái canxi ở trong trong xương và làm cho xương nó giòn hơn, và khi nó giòn hơn thì rõ ràng nó dễ gặp đó. Thì như vậy đối với những người mạnh thì cần phải một lực sáng chấn rất là lớn, nhưng mà đối với những người mà lớn tuổi thì chỉ cần lực sáng chấn rất là nhẹ thôi là đã dễ gãi rồi. Như vậy thì các anh chị biết rằng là nhẹ đó là gì, sáng chấn nhẹ đó là cái này là gì. Ví dụ như có những người đó, ví dụ như là chỉ cần nhẹ đập móng nhẹ nhẹ xuống đất thôi là người ta đã gãi thôi, đã là gãi xương rồi. Thì hay gặp ở những cụ già lớn ban đêm vậy, xin lỗi là đi toilet chẳng hạn, hoặc là chỉ cần bộ đập móng nhẹ xuống những nền da, rồi sau đó bệnh nhân mất cơ năng không đi được và đau, cảm giác đau cực hạn. Từ những trường hợp này, cái đầu tiên mình nghĩ là phải gãy cổ xương đùi hoặc gãy lên một cái xương đùi rất hay gặp. Còn đối với người như trẻ không bao giờ, người trẻ là phải những cái sáng chấn hết sức mạnh và trực tiếp mọi người gãy cổ xương đùi. Đó là lý do mà chúng ta biết sự phân biệt giữa người trẻ và người già như vậy. Phần lớn cản chỉ cả hip factor là hay gãy ca người già, mà thì cản chỉ biết chiếm đến 90% tỷ lệ rất là cao. Cản chỉ lưu ý cho cái đặc điểm này trong cái phần cơ chế cũng như là cái phần tỷ lệ gặp trong cộng đồng. Thì đây là cản chỉ này, gãy cổ xương đùi thì chỉ cần ngã đập vào một trường lớn trực tiếp hoặc là sau một cái có nhiều người chỉ cần xoay chân nhẹ một cái thôi, trượt mà trượt chân đi vô toilet, trượt chân chưa được gắn gương cái thôi là nghe thì là rất là ngã xuống. Thì thông lớn chưa thì lúc mà xoắn văng như thế này đó là để những gãy xương rồi. Còn cái gãy xương mà do mỏi thì cái mỏi này trong chấn thương là cảm gì biết người ta dùng mỏi là sao, tức là những người mà nó cứ gọi là những cái sáng chấn nó có tính cách liên tục và nó gây nên một cái chịu lực liên tục ở trên cái phần xương, và nó gây sau đó thì chỉ cần một sáng chấn nhẹ người ta gọi gãy xương do mỏi. Mỏi xương đó, nghĩa là gì, cái xương nó chịu tác động liên tục dài ngày thì có thể gãy nên bệnh lý này. Mà thường là cái gãy xương này nó hay gặp ở những trường hợp mà gãy bệnh lý hơn là những trường hợp mà xương bình thường. Các anh chị lưu ý do mọi xương là cái định nghĩa này là như vậy để các anh chị biết. Thì về bây giờ thì chúng ta đó là cái mặt về mặt gọi là cái cơ chế gây nên gãy xương cũng như là cái tỷ lệ trong cộng đồng để các anh chị biết. Như vậy một cái dấu hiệu rất là gợi ý rất là rõ để các anh chị chỉ cần đối với một bệnh nhân già khi vào thì cũng mất cơ năng một cách đột ngột rõ ràng thì hai cái đã là chỉ nghĩ trong đầu là trường hợp này thường là gãy cổ xương đùi hoặc là gãy một chỗ xương đùi. Thì chốt lại như vậy các anh chị biết. Đối với những người trẻ có thể gặp hay không? Có, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Và thường là đối với những người mà gãy với thì gọi là sáng chấn với một cái lượng lực rất là mạnh thì nó là gãy những gãy xương đùi. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần thứ ba là cái phần tôi nghĩ là hết sức quan trọng với các anh chị về mặt lâm sàng, là lâm sàng. Tức là lâm sàng là gì? Lâm sàng là các anh chị phải biết được làm thế nào. Câu hỏi đặt ra là với một cái khám lâm sàng như thế nào các anh chị nghĩ đến lại cổ xương đùi, đúng không? Thì tuổi thì hồi nãy tôi nói các anh chị rồi, tỷ lệ là các nữ thì tỷ lệ cao nam hay gặp ở những phụ nữ. Phụ nữ thì các anh chị biết rồi, khi mà bắt đầu tuổi già, bắt đầu có rối loạn về mặt nội tiết thì tình trạng loạn xương nó sẽ tăng lên hơn là nam. Và cái này là một trong những yếu tố mà gây dẫn đến gãy cổ xương đùi tỷ lệ cao hơn. Còn đương nhiên là một số các yếu tố khác như là vấn đề chỉ là loạn xương, đặc biệt là người ta lưu ý vấn đề loạn xương thì hút thuốc lá, nghiện rượu vân vân thì là yếu tố làm dễ đúng không? Hoặc là cọc tích lũy chẳng hạn thì cũng là một trong những cái thuốc mà chúng ta cần phải lưu ý nó gây nên cái tình trạng loạn xương, hoặc là những cái rối loạn về nội tiết như là tiền tình giảm vân. Thì cái này thì hay gặp ở trong một số ví dụ như là cương tuyến cần giáp hoặc là thiểu cương tuyến cần giáp hoặc là cương giáp vân vân thì có thể dẫn đến tình trạng dễ gãy xương. Về hồi nãy tôi nói đấy thì gãy đến một chuyện mà chiếm tỷ lệ 10-15%, như vậy là gãy cổ xương đùi nó chiếm tỷ lệ khoảng 85-95% trong trường hợp mà chấn thương ở vùng hip factor, tức là gãy vùng quanh thực quản. Người để cảm chỉ biết tại sao thế nhỉ? Nữ giới bây giờ này loạn cân và tình trạng mất xương nhanh chứ không phải do khó khăn. Thì về cái này là như thế này, tức là các anh chị biết rằng là khi trong quá trình chuyển biến từ mà gọi là quá trình mà gọi là tiền mạng tính á, bây giờ có những cái rối loạn về nội tiết thì chính những cái thay đổi về rối loạn về nội tiết này nó có ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của xương và nó gây nên một tình trạng loạn xương.
và chính cái tình trạng loãng xương này nó có thể là khi đó gây nên cái hậu quả của gãy cổ xương đùi. Anh thông thường ở độ tuổi mà dưới 50 trở lên là bắt đầu đối phụ nữ mà mạng kinh nó bắt đầu có những cái rối loạn về nội tiết thôi, và chính những cái rối loạn nội tiết này nó sẽ dẫn theo cái là thay đổi về cái tình trạng loãng xương, và loãng xương này có thể dẫn đến gãy cổ xương đùi. À, thì đó là cả những cái mà thường mình giải thích lý do vì sao ở cái tuổi này. Còn đương nhiên thì loãng xương nó không đợi cái thay đổi đến cái giai đoạn sau, khi mà bệnh nhân lớn tuổi rồi thì rõ ràng là cái sự có chất lời thì cái hàm lượng collagen ở trong cái xương nó sẽ giảm, tức là cấu trúc xương nó sẽ giảm, và thứ hai nữa là kèm theo nó sẽ thì canxi hóa nó sẽ tăng, và chính cái điều này nó cũng gây nên làm cái xương mình giòn hơn so với bình thường, vì chính ra các sợi collagen là nó giúp cho các cái gọi là chịu lực tốt hơn nhiều so với cái trẻ mà không có sợi collagen. Thì khi cái hàm lượng collagen trong xương nó giảm, tức là trong cái cấu trúc xương nó giảm xuống, trẻ em các anh chị thấy rằng phần lớn đặc điểm các anh chị biết là đặc điểm của gãy xương trẻ em nó khác người già ở điểm nào hay không? Gãy xương trẻ em, gãy xương trẻ em nó khác người già chỗ nào? Nhầm lầm không, mà chứ không phải nói đến điều trị. À đúng rồi, có một người trả lời là nhắm liền, đây đang nói đến đặc điểm gãy xương. Đúng rồi, gãy cành tươi. Gãy cành tươi là sao? Các anh chị nhìn thấy một cái cây không? Anh chị nhìn thấy một cái cây á, cái cành cây tươi á, cái bào chẳng hạn, các anh chị sẽ thấy này. Tức là khi nó tước ra, nhưng mà cái xương nó không lìa hẳn ra, mà nó còn dính, dính cái phần màng xương, cái vỏ cây bên ngoài, đúng không? Các anh chị quan sát cái cành tươi không? Vì sao mà người ta nói là gãy cành tươi? À, tức là người ta lấy một cái hình ảnh, một hình ảnh mà của cái cây bị gãy, của cành tươi mà bị gãy mà mô tả cho một gãy xương trẻ em. Thì trường hợp này nó có hai cái để mình lý giải cái điều này. Cái thứ nhất là trong xương của trẻ em là nó rất nhiều cái thành phần nó sợi collagen nó hình thành, và bên ngoài cái màng xương nó rất là dai, và thường là khi nó cái phần màng xương nó không bị rách hoàn toàn, và đó là một phần để cho nó giữ cái thân xương nó không có ổn rơi ra hẳn. Đó là một yếu tố. Cái yếu tố thứ hai là các anh chị biết rằng là trong đối với trẻ em á, thì vì do khi mà đối với cả cơ lực á, tức là khi mức độ di lực của xương nó nhiều hay ít là nó tùy theo vào cơ lực, thì trẻ em thường thì cơ lực nó không nhiều, tức là không mạnh như người lớn, thành lý do đó sức co kéo các cơ là nó không mạnh. Điều đó dẫn tới là gì? Tức là di lực thì phản sáu gãy xương nó không nhiều. Do đó người ta lấy hình ảnh cành tươi này để mô tả cho trẻ em, và đối với người già thì nó khác hẳn. Đối với người già thì gì, hàm lượng cái sợi collagen trong cái gãy nó sẽ ít đi, canxi nó tăng lên, xương nó mình hay gọi nôm na là mình hay gọi là nó rất là giòn, và giòn thì các anh chị biết rằng nó gãy và gãy rời, và sau đó thì với sự có kẹo của các cái cơ lực nó mạnh nữa thì nó sẽ gây cho cái xương nó di lực. Do đó thường đối với người lớn là thường nó gãy ra di lực nhiều hơn, và ở trẻ con thường nó còn dính lại với nhau và nó tước ra thôi, mà nó còn vẫn còn chỉnh làm một phần. Thì đó người ta gọi là mô tả trường hợp gãy cây tươi. Nếu cả anh chị nhìn thấy một cái cây tươi mà gãy thì cả anh chị thấy cái phần loại trong nó sẽ gãy, nhưng mà xung quanh thì nó tước và nó nhám nhở, nó còn chỉnh làm một phần mai xương, mà một phần của xương nó bị gãy. Thế đó gây nên hình ảnh của một gãy cây tươi, nghĩa là một gãy không hoàn toàn ở ngoài. Đó là cái điểm mà khác biệt giữa gãy xương trẻ con người lớn. Còn đương nhiên nói đến phần điều trị thì nó còn khác biệt nữa, là xương nhám lành với cả một số cả anh chị ngoại thì đúng. À, có anh chị hỏi là nicotine trong thuốc lá nó làm mạch máu có lại, giảm đường máu, cung cấp chỗ bị thương và làm chậm, có đúng không đây, hay có lý do nào khác? À, thì cả anh chị biết rằng như thế này, thuốc lá thì nó làm cho quá trình ngưng tập mà các ngưng tập của tiểu cầu, và là làm tăng cái hiện tượng đông máu trong thành mạch, và khi nó tăng như vậy thì nó sẽ dẫn đến quá trình tưới máu tại chỗ nó sẽ ít, và đó là một trong những nguyên nhân mà nó có ảnh hưởng đến quá trình liên xương đó. Em nghĩ do có một bạn nói là em nghĩ do lắng đồng ngựa sẽ quả thành mạch giảm với dưỡng, thì đó là một phần, tức là cả anh chị biết rằng đối với người da thì thông thường là cái mạch máu nó bị sơ cứng đi, và thậm chí là nó bị các cái sơ vữa, mạng sơ vữa nó làm giảm tưới máu, thì đó cũng là một yếu tố mà nó góp phần lại làm cho cái tình trạng nuôi dưỡng của cái
núi dưỡng của mạch máu nó sẽ giảm đi, của chọn nó sẽ giảm đi, và điều này nó sẽ giảm đến cái liên xương ở sau này đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà sau này khi mà nói đến cái phần mà các cái biến chứng thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn phần này để các anh chị rõ hơn. Còn riêng cái phần mà về mặt đây là các cái yếu tố mà nguy cơ như thế này người ta khảo sát, thì khi mà các yếu tố nguy cơ như thế này thì người ta có tính cách khảo sát và gợi ý để giải thích thôi, chứ còn hẳn không có cái giá trị mà quay như là hay gặp, tức là tần suất người ta hay gặp, còn cơ chế như thế nào đôi khi chúng ta cũng rất là khó để mà biết cái này đó. Còn đương nhiên liên quan đến chủng tộc, liên quan đến này kia thì là cái này là những yếu tố nguy cơ mà các anh chị có thể gặp thôi, chứ còn ở đây các anh chị cũng cần chú ý lắm đến điều này. Nhưng mà các anh chị biết rằng có một số yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng và nó làm cho cái dễ gãy ở vùng này, nhưng để các anh chị biết. Còn xương thì các anh có thể vì thế nào nó có thể gãy cả, nhưng mà cái yếu tố nguy cơ là một số yếu tố mà chúng ta cần biết để khi tha cái bệnh sử nó thôi. Bây giờ như là đi chỉnh và gọi là lâm sàng này, các anh chị nắm này, đây là một hình ảnh của bệnh nhân mà gãy cổ xương đùi. Thì các anh chị nhìn thấy cái xương này, các anh chị sẽ thấy này, cái bàn chân cái tư thế này thì đương nhiên người ta chụp hình này đưa lên thì cũng vậy là, nhưng mà các anh chị nhìn thấy ở bên này thì khi gãy cổ xương đùi thì cái điều gì nó sẽ xảy ra, thì nó có mấy cái điểm như thế để các anh chị lưu ý. Đây là một hình ảnh X-quang của gãy cổ xương đùi. Thế bây giờ chứ về mặt lâm sàng thì các anh chị sẽ khi khám lâm sàng thì các anh chị sẽ phát hiện ra điều gì. Thế bây giờ trước khi vào này thì các anh chị trả lời cho tôi câu hỏi này: ba yếu tố nào là nó xác định cho mình chắc chắn là gãy xương, ba triệu chứng nào nó chắc chắn cho chẩn đoán bệnh nhân gãy xương? Bạn nào trả lời ba triệu chứng chắc chắn để mình chẩn đoán gãy xương? Đây là gãy xương nội trúng á. Nhìn chung á là cả anh chị có người trả lời thì đúng một phần, có người trả lời cũng chưa gọi là chưa rõ lắm. Bây giờ này, để chẩn đoán chắc chắn một gãy xương, không phải riêng chỉ gãy cổ xương đùi, thì các anh chị phải lưu ý như thế này: tùy theo từng vùng để có những cái dấu hiệu riêng. Tuy nhiên, có những cái dấu hiệu mà nó rất đặc thù của một riêng của một loài gãy. Nhưng mà các anh chị biết rằng trong khám gãy xương nói chung thì các anh chị sẽ tìm được ba cái dấu hiệu này để các anh chị chẩn đoán chắc chắn gãy xương mà khi đó chưa cần dấu hiệu X-quang. Thứ nhất là các anh chị biết tiếng lao xào của gãy xương. Khi cả trong quá trình cả anh chị thăm khám, cả anh chị nắm, thì cả anh chị nghe tiếng lao xào dưới tay ấy, thì đó là dấu hiệu chắc chắn gãy xương, chắc chắn là nó có gãy xương. Bình thường là không có gãy thì nó không kêu lao xào được đó. Thì dấu hiệu nhất là tiếng lao xào. Cái thứ hai là cử động bất thường. Bình thường trong cơ thể mình thì cử động là gì? Ở các cái vùng nào, vùng khớp mà thôi. Thế bây giờ trong một cái đoạn xương gãy thẳng như thế mà bây giờ cả anh chị thấy cái dấu hiệu bất thường ở vùng gãy, có cái dấu hiệu vận tự động bất thường, lúc lắc khi mình vận chuyển hoặc là mình sơ nặng mình thấy mình nhúc nhích nó vận ấy, thì đó là dấu hiệu chắc chắn gãy xương. Ví dụ như đùi chẳng hạn, cả anh chị thấy vùng giữa xương đùi tự nhiên sơ vô và thấy nó như là nó có một cái tự động bất thường ở vùng giữa thân xương, thì đó chắc chắn là gãy xương. Và một yếu tố thứ ba nữa là cả anh chị biết đó là biến dạng. Bình thường ví dụ như biến dạng thì đùi mình là gấp vùng thập hạng, thập gối, cổ chân vân vân. Bây giờ mình nhìn vô mình thấy tự nhiên cái vùng gãy xương tự nhiên gập ngang cái phần giữa thân xương đùi, thì như là chắc chắn là mình biết cái đó là chắc chắn gãy xương. Như vậy cả anh chị biết này, khi học triệu chứng thì cả anh chị phải phân biệt được ba triệu chứng chắc chắn gãy xương, đó là tiếng lao xào, tự động bất thường và biến dạng. Còn các cái dấu hiệu này thì cả anh chị lưu ý có thể như thế này: trong quá trình cả anh chị đi thăm khám lâm sàng thì có những triệu chứng cả anh chị không nên cố tìm. Vì sao mà cả anh chị cố tìm? Khi cố tìm nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là làm cho bệnh nhân đau, đúng không? Ví dụ như tiếng lao xào thì cả anh chị bị sơ vô những vùng gãy nhé. Nhưng mà khi sơ vô cả anh chị gãy rồi á, thì cả anh chị sẽ thấy bệnh nhân sẽ rất là đau, đúng không? Như vậy là rõ ràng là những cái dấu hiệu đó là cả anh chị không nên tìm. Hoặc là ví dụ như đôi khi cả anh nhìn vô cả anh chị thấy cả cái cử động bất thường ở vùng cẳng chân hoặc là đùi, thì cả anh chị tình cơ phát hiện nó bằng cách nhìn. Chứ cả anh chị tìm cử động bất thường mà cầm tay trên cái dễ vùng nữa mà lắc lui lắc tới thì rõ ràng là bệnh nhân sẽ đứt đau và mình sốc.
đó. Có bà nói bệnh nhân quá đau thì đối với bệnh nhân sốc giai đoạn biểu hiện đó là người ta không nên tìm mà chỉ nên phát hiện tình cờ. Còn những trường hợp mà ví dụ như trong quá trình sau khi mình học á, học điều chỉnh trong quá trình mình khám mình bất đồng là chỗ mà vô tình mình phát hiện được cái dấu hiệu những chuyện lao sao thì mình biết chắc chắn là bệnh nhân có gãy xương đó, thì cảm gì lưu ý. Còn những cái triệu chứng khác thì đôi khi là những triệu chứng khác á, nó chỉ có giá trị trong cái phần mà gọi là bất kỳ những gãy xương nào mà nó hoặc là nó có triệu chứng đó, nó có trong nhiều các bệnh lý. Tôi lấy ví dụ này, bây giờ sưng đau sưng cô có bất kỳ một cái dấu hiệu nào mà có chảy máu có bụng dập vân vân thì bao giờ nó sưng hết. Như vậy thì dấu hiệu sưng nề nó là hẳn có dấu hiệu chắc chắn gãy xương. Ví dụ như đụng dập mô mềm kèm nó gãy xương chẳng hạn, có thể có không gãy có gãy xương nhưng mà đụng dập mô mềm nó đã sưng nề rồi, cả gì va chạm vô chỗ một cái vật hoặc là sau một cái chấn thương thì nó sưng. Sưng nên là do gì? Thường là có hiện tượng chảy máu bên trong, và chính cái chảy máu bên trong nó làm cái chân nó phù nề và gây nên phản viêm cấp tại chỗ, và chính cái này nó làm cái chân nó sưng lên. À, thì các anh chị lưu ý à, cả cái bóng gân trường hợp nó cũng sưng như vậy là hẳn đặc thù. Chỉ chứng thứ hai là chứng đau, đau của đặc thù không, của gãy xương không, không bất kỳ một cái chấn thương nào ở vùng chi bệnh nhân đều đau hết, mức độ đau nhẹ đau nặng thôi đó. Thì cái này các anh chị cũng lưu ý là cái triệu chứng đau hay sưng nề chẳng qua là cái triệu chứng chủ yếu thôi, mà nó gặp rất nhiều trong trường hợp chấn thương mà không nhất thiết là gãy xương. Rồi các triệu chứng khác ví dụ như là một bầm tím do chảy máu, có những cái nơi ví dụ như đôi khi nó mạch máu dưới da hoặc là mô cơ đó nó rách, nó đụng dập nó rách mà nó chảy máu trong bao cơ, nó cũng gây nên tình trạng bầm tím và xuất huyết ra ngoài. Thế nhờ cả anh chị có thể quan sát được, nhưng mà cái này chắc chắn không phải là chưa chắc chắn là cái này có gãy xương hay không đó. Thành như khi khám một bệnh nhân gãy xương nói chung là cả anh chị phải xác định được triệu chứng nào là triệu chứng chắc chắn. Thì tôi nhắc lại có 3 triệu chứng chắc chắn để gãy chẳng có gãy xương, còn những triệu chứng khác như đau sưng nề bầm tím vân vân mất cảm giác vân vân, nhưng đó dấu hiệu đó chỉ là những cái dấu hiệu mà có tính cách là gợi ý đó, gợi ý thôi, cảm chỉ lưu ý cho những cái đặc điểm như vậy. Đấy, thì bây giờ đó là bây giờ thì quay lại cái cụ thể của cái gãy cổ xương đùi thì chẩn đoán các anh chị dựa vào gì? Đầu tiên á, các anh chị lưu ý trong gãy sau bệnh nhân sau khi gãy cổ xương đùi đầu tiên này, khi mình khai thác tiền sử thì rõ ràng là các anh chị phải hỏi đúng không, thì các anh chị phải tuân thủ theo cái khám giống như là một cách mình đơn. Đầu tiên là mình khai thác bệnh sử, mình xem thử à bệnh nhân kể lại cho mình vì sao mà cái này, thì họ thường họ kể như thế này: thường là tôi bị ngã, thường là tôi khi đó bị xe tông trực tiếp bị bổ xuống và sau đó cảm giác đau cực hẳn vân vân. Đó là những triệu chứng bệnh sử để gợi ý cho mình focus, tức là mình sẽ chú ý tập trung vào cái vùng nào mà bệnh nhân đau và bệnh nhân có cái đau sau khi chấn thương. Thì cả gì việc sau bệnh nhân ngã chấn thương bệnh nhân tôi ngã xuống bây giờ thì phải đau ở vùng cực hạn mà không đi lại được đó, thì thường người ta khai thác bệnh sử người ta sẽ thấy như vậy đó, là cái dấu hiệu là gì, đau ở vùng cực hạn tại cái vùng khớp bị chấn thương, đó là cái dấu hiệu cơ năng đầu tiên mà thường bệnh nhân khai mình. Cái điều thứ hai nữa là các anh chị hỏi và quan sát thì các anh chị thấy bệnh nhân sẽ không đi lại được, bất thường là mất cơ năng, nhưng mà cái dấu hiệu này thỉnh thoảng nó cũng không phải là cái dấu hiệu 100%. Lý do là vì sao, sau này khi các anh chị phân học đến việc phân phân loại thì các anh chị sẽ biết có một số trường hợp bệnh nhân khi mà nó gãy nhẹ gãy ràng đó, thì trong trường hợp này nếu mình xếp có đà là người ta sẽ gọi là gãy cài. Thì trong trường hợp này đôi khi bệnh nhân vẫn có thể nhấc chân lên và đi lại được một vài bước đó, thì các anh chị lưu ý cho đó, sau mà bệnh nhân đau và bệnh nhân dừng lại và nằm xuống. Thì nếu mình khai thác à, bệnh nhân gãy xương tại sao đi được thì như vậy là không chính xác. Có một số trường hợp gãy cài bệnh nhân vẫn đi lại được một vài bước sau đó mới cảm giác đau không đi được, thì các anh chị lưu ý trong gãy cài sau này phân loại chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Như vậy là các anh chị về khai thác bệnh sử thì các anh chị lưu ý cho đó, thứ nhất đau và mất cơ năng ở vùng nào, thứ hai bây giờ chứ khám lâm sàng thì cả anh chị cũng tuân thủ là nhìn sơ gọ nghe giống như mấy khác thôi, cứ theo trình tự được mà làm. Thì nhìn thì cả anh chị thấy cái gì, cả anh chị về chiều dài thì rõ ràng cả anh chị chiều dài ở bên chân mà bị gãy thì như thế nào, theo cả anh chị như thế nào, chiều dài chân gãy sẽ như thế nào so với chân đối diện, đúng rồi, ngắn hơn đúng không, vì sao ngắn hơn cả anh chị biết không,
Vì sao ngắn hơn? Ngắn hơn là gì? Do cả cái cơ nó có kéo, mà cả anh chị biết rằng về cả anh chị sẽ đọc cái giải phẫu lại. Ở vùng mẫu chuyển lớn á, là nó sẽ có các cái cơ, hai cái cơ mà gọi là cơ vùng cơ chầu hống mẫu chuyển. Cơ chầu hống mẫu chuyển. Cụ thể là cơ là đúng rồi đó, nhưng mà cơ nào? Cơ chầu hống mẫu chuyển thì cả anh chị lưu ý cho hai khối cơ rất là lớn. Đó là chi? Đó là cơ mông, cơ mông nhợ. Thì cơ mông nhợ là một cơ mà nó bám vào cái vùng từ sinh chầu và nó bám vào cái vùng mẫu chuyển của xương đùi. Và cơ mông nhợ này khi nó kéo thì xương đùi lên trên và nó gây đến cái ngắn chi. Như vậy khi ngắn chi khám thì cả anh chị sẽ nhìn và cả anh chị so sánh với cái chân ở vùng đối diện. Ngoài ra một cái đặc điểm thứ hai cả anh chị thấy khám ngắn chi nữa là cả anh chị thấy cái cung khối mẫu chuyển lớn nó sẽ bị kéo lên trên. Cái gì đó, cơ mông nhợ nó bám á thì mẫu chuyển lớn nó sẽ bị bám lên trên, kéo lên cao và mình sơ thấy so sánh hai bên thì sẽ thấy ấy. Và cái đường Nelson-Rosé là cả anh chị sẽ quan sát là nó sẽ thay đổi. Đó, thì về cả anh chị đọc lại cái phần này. Như vậy nó tóm lại này, chi nó sẽ ngắn hơn chi bên lòng. Và một cái đặc điểm nữa khi cả anh chị để hai chân bệnh nhân ở tư thế khám á, vì rất tự là cả anh chị không đi ra lâm sàng, chứ còn để đi lâm sàng và biểu mô ra đây thì có bệnh nhân đại cột xương đùi cho chị cả anh chị rõ, thì mình sẽ nhìn vào cái chân để bệnh nhân tự tư thế nằm tư thế giạc thẳng và mình xem thì cái mắt cá và cái gót nó sẽ bị chấn lệch nhau rất là dữ. Nếu mà có những người mà khối cơ mà trên nó lớn á, đối với cảm thì sơ tại một điểm lớn nó rất là khó. Thì trong trường hợp này thì đối với trường hợp này mình bệnh nhân nằm thẳng chân ra so với chân bên đối diện thì cảm thì sẽ thấy được là cái mắt cá ở vùng ở chân nên sẽ kéo lên cao. Thì hai nữa cái vùng gót nó cũng bị kéo lên cao. Đó là hai cái trường hợp mà về đặc điểm lâm sàng là cảm thì dễ nhận thấy nhất. Đó. Như vậy cái dấu hiệu mà ngắn chi là cảm gì được. Bây giờ tư thế bàn chân về xoay thì như thế nào? Xoay thì xoay trong nó xoay ngoài, đúng rồi, bàn chân đổ ngoài. Đó, thế rồi bàn chân nó sẽ bị đổ ngoài. Trong trường hợp này là cả anh chị biết này, ở vùng này là nó có các cơ xoay ngắn. Đó. Nếu ở tư thế nó bám vào mặt chi đó, mặt sau ngoài của xương của xương đùi, sau này cả anh chị ai mà đi đấy thì cả anh chị biết, khi gãy cổ xương đùi thì phần dưới nó sẽ tự do và chính về nó sẽ cơ này nó sẽ kéo và nó làm cho cái vùng phần đầu xa của gãy. Cả anh chị biết là thì đừng gãy như thế thì cái phần nào mà gần trung tâm tức là lên phía đầu á thì gọi là phần gốc, tức là cái phần trung tâm. Còn cái phần nào mà nó xa từ đừng gãy đi ra người ta gọi là phần xương ngoài vi. Đó là cả anh chị lưu ý cho hai cái từ để làm gì đó. Tức là đầu gãy hoặc là đầu gãy gần và cái đầu gãy xa. Gần là ở đây chi phía đầu, mà xa là từ cái đừng gãy phía đừng gãy mà trở về phía chân người ta gọi là đầu gãy xa. Đó, thì cả anh chị lưu ý cho cái từ ở trong đó. Có bạn hỏi hình nằm chân nào bị gãy à, tại sao anh chân là cao kê hơn nên em không biết. Thông thường á, đúng ra là đấy người ta chụp ảnh một bình nhắn thôi đó. Nhưng mà nằm tư thế đấy là cả anh chị sẽ thấy rất là khó. Nhưng mà theo tôi thì được hình nằm trên này thì chân ở bên phải là chân xoay ngoài và cao hơn đó. Có rủ trên cái con kê như thế này, đây là một hình nằm không minh hòa, người ta chụp đến lâm sàng ở trên một kỳ kệ thôi. Thế còn thực sự là cái này là hẳn không ấy, mình muốn khám thì mình phải sơ được cái vùng chầu hông ở trên. Thứ hai nữa là hoặc là để bình nhắn ra duỗi chân thẳng mình sẽ đánh giảm các chính xác hơn. Đó, nói. Đấy, đúng rồi, chứng phải. Thì bây giờ như thế này, tóm lại với cái quan sát như vậy, cả anh chị lưu ý cho tôi trong chẩn đoán là cả anh chị lưu ý là có hai điểm. Một là bệnh nhân ngắn chi, hai là bàn chân xoay ngoài. Thế một đặc điểm nữa mà cả anh chị sẽ lưu ý cho tôi trong cái bệnh này nhận dạng để sau này thì cái phân loại xong thì có lẽ là cái hình ảnh này tôi sẽ nói sau để cho cả anh chị biết hình dung được cái cơ chế và vì sao tôi nói gì nhớ. Như vậy tóm lại trong một phần lâm sàng với một bệnh nhân khai thác tiền sử xong từ ngã, đặc biệt là người già và chỉ cần một ngã nhẹ và cả anh chị vào viện với một cái khai thác bệnh nhân là đau cực hạn không đi lại được khám thì cả anh chị phải ngắm chi và xoay ngoài, thì trong đầu cả anh chị phải liên tưởng đến hai loại gãy, một gãy cổ xương đùi, hai gãy dây mù chuyển. Đó, các anh chị lưu ý cho cái điểm đó không dễ nhớ. Đấy, thì bây giờ thì trong chấn thương nhĩ thì cả anh chị rất là may mắn như chúng ta từ khi tức là cái mà gọi là X-quang á thì chúng ta đời á thì hầu như tất cả các ngành gãy xương đều khó bỏ sót. Hồi xưa là không có đúng không, ví dụ như trong nội khoa thì người ta có thể dựa vào siêu âm, dựa vào cái này, dựa vào cái kia để chẩn đoán, có những cái rất mơ mơ thì trên đối với chấn thương nó rất là dễ dàng chúng ta khi chúng ta có hình ảnh X-quang. Và cái X-quang này á, nó ngoài cái phương diện chẩn đoán ra rồi
thì nó cũng có một số trường hợp nó giúp gợi ý cho ta nhiều cái loại để mà hướng đến điều trị, như là từ cái loại đường gãy phân độ như thế nào nào để cái vấn đề mà chỉnh xử lý và vấn đề tiên lượng của bệnh nhân này ra sao. Thì cái này thì là sẽ nói về cái gì sau. Thì bây giờ chụp X-quang thì chụp ở tư thế nào? Thì cái anh chị có hai cái loại, hai chi chụp. Một là phim AP, gọi là AP, tức là anterior posterior, là cái phim trước sáu á, trước sáu á, tức là cắt xẹt là đặt dưới mông và cái tia ở trên bụng mình đang chiếu trên thẳng từ trên cao chiếu xuống. Thì cái anh chị gọi là AP. Còn trên hình ảnh chị này là người ta chụp theo cái phim viên là chi đó, optic là phim nghiến á. Thì cắt xẹt này á, được đặt ở sau phía bờ của mông ở bên này, và cái phía ít là được dòi từ vào cái vùng cực hạn ở bên bên hạn chân bên này co cao bên này, thì người ta sẽ đánh giá được thứ hai bệnh viện là kinh nghiệm. Như vậy đối với phim chụp X-quang để người ta thì chụp hai tư thế kinh thẳng và kinh nghiệm rõ. Nói như vậy thì tất cả các cái gãy xương như thế này là theo cả anh chị như vậy là có được phát hiện bởi X-quang hay không? Với cái phía X như thế này theo cả anh chị là chụp lên là tất cả đều thấy không, gãy xương hay không, theo cả anh chị như thế nào? Đôi khi khó, vậy khó trong trường hợp nào, khó khi nào? Tùy là tùy như thế nào chứ, đây là tùy trường hợp, nhưng mà tùy như thế nào chứ. Cụ thể ra là khó, là biết khó, nhưng mà khó là vì sao? Có thể có ai trả lời đúng không? Có người trả lời đúng rồi nè. Trong trường hợp này là có người trả lời đúng này, tức là những trường hợp nói đúng đúng một phần thôi, tức là nó trong trường hợp nó gãy không di lệch, nó gãy một phần và gãy không di lệch thì trong trường hợp nào nó khó. Chứ còn ví dụ như là tuy chồng hay là gì đó là chính xác, mà trong những trường hợp đối với nó gãy mình gọi là gãy xương kín đáo rất là khó, đặc biệt là trẻ con hàng cành tươi nữa, thành với hàng không di lệch. Mà không di lệch thì các anh chị chỉ thấy cái mất liên tục của xương thôi, mà trong một số trường hợp thì phía ít nó không phát hiện ra, kể cả hai bệnh viện thẳng bệnh nhiên vì hàng không di lệch mất. Thì các anh chị có một em trả lời đúng á. Còn cái tư thế mà lại thì như vậy là rõ ràng là cái một cái tư thế mà gãy cai này, gãy cai hoặc là gãy một vỏ xương thì thường là kín đáo, nên trường hợp này là khó chẩn đoán. Vậy trong trường hợp mình có triệu chứng lâm sàng, nghĩa là bệnh nhân có ngã, bệnh cứ lao đau cực hạn, chân thì ngắn rõ ràng, vì khi hẳn di lệch thì rõ ràng cả gì thấy bệnh, khi mà nó không di lệch thì rõ ràng cả gì thấy khám sẽ không phát hiện cái bàn chân ngắn, đúng không? Chắc chắn là bàn chân hẳn đâu có có lên hẳn cái cơ mông nhỡ đâu có kéo con xương gãy lên trên đâu mà gãy chân ngắn, đúng không? Thì như vậy trong trường hợp này là gãy xương hết sức kín đáo. Thậm chí này, tức là cả anh chị chú ý này, thậm chí bệnh nhân vẫn có thể có chân lên có xuống, chân xuống được. Mà cái này nếu cả anh chị đi lâm sàng tôi sẽ chỉ cho cả anh chị rõ, đôi khi mình gặp một số trường hợp bệnh nhân như vậy chụp phim ra mình chắc chắn là có gãy xương, nhưng mà bệnh nhân vẫn có chân vẫn gấp duỗi hẳn đó được bình thường, vì sao? Trường hợp người cái đó. Nhưng mà những trường hợp gãy cai như thế này, nếu giả sử như cả chỉ cho bệnh nhân đứng xuống mà đi thì bệnh nhân sẽ đau, nó sẽ tăng lên. Và cái thứ hai là thậm chí rất nguy hiểm là từ cái gãy cai này nó sẽ biến gãy từ gãy cai sang có một cái gãy di lệch, tức là gãy di lệch và nó làm cái nặng lên trên gãy. Là cả những trường hợp này thì cần mình phải cần thêm một phương tiện hỗ trợ chẩn đoán khác nữa để mà chẩn đoán xác định, thì chúng ta sẽ có cả cái sau, như là bone scan, như là CT scan hoặc là MRI. Đấy. Thì trong ba phương tiện này nó sẽ giúp cho người ta chẩn đoán rõ hơn. Tuy nhiên cái gì lưu ý này, chỗ này có thể thi ví dụ như lựa chọn trong các phương tiện này để hỗ trợ cho chẩn đoán, ví dụ như bone scan CT, thì cái gì chỉ ra cho tôi trong ba cái phương tiện chẩn đoán còn lại, bone scan, CT scan hoặc là MRI, cái nào là cái đúng nhất, ví dụ như là bone scan, CT scan, MRI hoặc là cả ba. Đó, thì theo cả anh chị trong cái này thì cái nào cả anh chị lựa chọn? Hầu như để coi một hai nói chung là cả anh chị khoảng 50-50 nhé. Có người thì trả lời là CT, có người trả lời MRI, có người trả lời bone scan. Nhưng mà cả anh chị lưu ý này, CT scan là phương tiện chẩn đoán tốt nhất và chắc chắn nhất
độ nhạy và độ chính xác cao nhất trong trường hợp để xác định xương. Còn MRI thì nó xác định trong trường hợp mô mềm. Anh chị lưu ý cho là sau này khi mà chị khi cả chị mà đi chấn thương chỉ định à một cái bóng gân, một cái tổn thương cơ, một cái cải đứt gân rồi là chị chỉ định MRI. Nhưng mà liên quan đến xương thì cả chị nên chỉ định bone scan, CT scan. CT scan thì nó sẽ chỉ ra cái gì đó. Còn bone scan cũng được, nhưng mà bone scan nó thường hợp chỉ định các trường hợp bệnh lý hơn. Ví dụ như là trường hợp mà cả cái u xương hoặc là trường hợp cả cái viêm xương vân vân thì người ta làm cho làm bone scan như vậy. Nhưng mà CT scan trong trường hợp gãy xương là hầu như nó vừa cho phép cả gì chẩn đoán được đường gãy, nó cho phép dừng hình lại để cả gì biết được cái mức độ di lệch, và thậm chí nó dừng hình lại cả cái mảnh vỡ của xương nữa, là dùng CT là tốt nhất. Hoặc có những cửa sổ cắt và xóa nền thì các anh chị sẽ biết được cả cái thể gãy. Như vậy nói tóm lại thì trong cái phần chẩn đoán thì các anh chị về mặt lâm sàng là như vậy, và về mặt chẩn đoán nằm thì các anh chị lưu ý đó. Thì bây giờ chốt lại trong trường hợp này là khi gãy xương thì ngoài cả cái triệu chứng cơ năng các anh chị biết, cái chốt lại để cho các anh chị dễ nhớ đó, với một bệnh nhân vào với một cái chấn thương nhẹ hay gặp ở người già vào về một cái tình trạng đau cả tháng, các anh chị thấy sau đó thì mất cơ năng thì đầu tiên thì các anh chị phải hướng đến gãy cổ xương đùi hoặc gãy yên một chút xương đùi. Các anh chị tìm các dấu hiệu mà để mà nghi ngờ đến gãy cả cái vấn này nữa trên lâm sàng, đó là hai dấu hiệu mà các anh chị lưu ý. Thứ nhất là ngắn chi và ba là sưng ngoài. Hai cái triệu chứng này đều gặp trong gãy cổ xương đùi và cả gặp trong yên một chút xương đùi hiện tại. Vậy thì bây giờ chị để xác định thì các anh chị phải dựa vào một phương tiện chẩn đoán nặng hình ảnh. Cái số một ưu tiên là X-quang. Nếu cả anh chị chụp X-quang là không rõ ràng, cả anh chị chỉ làm CT scan. Đó. Như vậy là rất đơn giản của mình, đúng không? Chốt lại là để chẩn đoán một cái gãy xương như thế nào thì cả anh chị thấy là hai cái việc mình về lâm sàng, chẩn lâm sàng như vậy, cả anh chị rõ. Thế bây giờ chứ một cái lưu ý nữa là cả anh chị thấy này. Bây giờ chứ để ngoài cái chẩn đoán gãy xương rồi, thì bây giờ trong cổ xương đùi cả anh chị phải làm thêm một nhiệm vụ nữa, đó là chẩn đoán phân đồ gãy xương. Nếu trong bệnh án mà thi mà các anh chị ví dụ như các anh nhìn gãy cổ xương đùi thì như vậy mà anh chị mà chỉ đạt 50% mà các anh chị phải biết được cái gãy cổ xương đùi này nó thuộc cái tiếp nào, tức là cái phân loại như thế nào, vì cái phân loại này trong cái chẩn đoán nó sẽ có giá trị trong việc gợi ý cho mình một cái phương pháp điều trị, và nó gợi ý cho mình một cái vấn đề trong vấn đề tiên lượng tốt hay xấu như thế nào, mà tôi sẽ giới thiệu với các anh chị bây giờ. Thì có rất nhiều hệ thống phân loại. Thì mục đích cả anh chị biết theo cả anh chị phân loại này để làm cái gì? Hả? Theo hệ thống phân loại thì cả anh chị biết rằng phân loại nó có rất nhiều cái hệ thống phân loại, nhiều tác giả họ đặt ra thì nó xuất phát từ cái có giá trị ấy, có người trả lời điều trị rồi, hầu như là trả lời điều trị đúng không? Còn cái gì nữa không? Tiên lượng rồi, có người trả lời là tiên lượng, ok. Đấy, như kiểu là cả hai điểm mà đúng, mà hai điểm mà là điểm chính đấy, nó quyết định cho mình phương pháp điều trị, và thứ hai là cái loại gãy nó sẽ liên quan đến vấn đề tiên lượng, và cái thứ ba nữa là cả anh chị biết cái loại gì, tại nó chắc là anh chị ai mà trả lời được mình dọn chắc là khó. Thêm một cái điều nữa là cả anh chị hầu như là chỉ điều trị và tiên lượng, nó phục vụ cho vấn đề nghiên cứu. Thành ra là cả anh chị biết rằng á, nghiên cứu và phục hồi chức năng cũng có người trả lời được. Phục hồi chức năng thì thực sự là không chính xác, nhưng mà phục hồi cho mình để nghiên cứu. Vì sao? Cái hệ thống nghiên cứu này người ta mới biết được à, tùy theo cái thể gãy, tùy theo đó mà sau này người ta thiết lập một hệ thống điều trị và đánh giá cái hệ thống điều trị này qua theo dõi hàng năm hàng tháng. Nhưng mà sau này người ta gọi là một cái hệ thống gọi là gì à? Trong cái hệ thống nghiên cứu của mình là giống như là y học chứng cứ á. Cái vấn đề như y học chứng cứ người ta làm hàng loạt như vậy. Và qua thời gian thì người ta quay lại vấn đề làm như thế nào, nó được như thế nào, nó mất cái gì, kết quả nó tốt có sao để người ta điều chỉnh. Thì trong y khoa bây giờ người ta gọi là y học chứng cứ. Thì hắn phải có một cái hệ thống phân loại, áp cho cái loại nữa sau đó mình đi làm như thế nào thì bây giờ hắn tốt hay là như thế nào, thì người ta biết được với từng thể gãy qua thời gian nghiên cứu thì nó kết quả như vậy đấy, để người ta có điều chỉnh. Do đó trong vấn đề mà phân loại gãy này hết sức quan trọng trong cái thực hành. Ngoài vấn đề cho điều trị, ngoài cho vấn đề tiên lượng thì vấn đề nghiên cứu là một trong những vấn đề mà người ta chú ý. Do đó nhiều tác giả đặt vấn đề có những hệ thống phân loại, người ta phân loại rất là sâu, phân loại rất sâu. Như vậy tùy theo cái mục đích để mình biết cái hệ thống phân loại đó là hệ thống phân loại làm gì, thì cả anh chị biết rằng
Hiện nay thì có một cái hệ thống phân loại mà trong nghiên cứu người ta sử dụng, đó là phân loại của hội AO đây, của AO. Thì viết tắt của chữ AO, phân loại của AO thì của Hội chứng thương hiệu thế giới ấy, là phân loại AO tức là hiệp hội kỹ thuật xương, là Osteosynthesis Association ấy, tức là hiệp hội kỹ thuật xương của thế giới, mà cái này nó ra đời từ Thụy Sĩ và sau đó thì châu Âu phát triển. Thì cái phân loại phần AO này nó rất là chi tiết, các anh chị thấy nó chia đến gần 3 típ và trong mỗi típ nó có 3 loài ấy. Thì cái hệ thống này để cho một chi tiết hóa từng cái loài gai như thế nào, kết quả điều trị như vậy và kết quả ra sao, để người ta sau thời gian thì người ta đánh giá lại. Thì bây giờ hệ thống phân loại này chủ yếu là dùng trong nghiên cứu, nhưng mà trong mục đích của các anh chị á thì như thế nào, thì tôi nghĩ các anh chị biết cái này nhưng mà cần phải nắm chắc cái hệ thống phân loại của phục vụ cho vấn đề chẩn đoán, vấn đề điều trị và vấn đề tiên lượng lâm sàng. Đó là phân loại của Gardner đưa ra năm 1961. Đó, thì các anh chị thấy này, trong cái phân loại Gardner này á, thì nó có tất cả là 3 típ, 1, 2, 3 và 4, đúng không? Thì các anh chị quan sát này. Thứ nhất là gì? Đối với phân loại Gardner 1, thì trong một số tài liệu á, thì người ta thấy là cái phân loại 1, phân loại Gardner 1 này là cái viêm gãy rất kín đáo, không hoàn toàn, đến đi thì họ gãy hầu như là hết. Thì hầu như là nó gãy không hoàn toàn, có thể là gãy mình chẳng chỉ chỉ quan sát thấy một đường gãy mà đi từ cái gọi là đường cong đường chi đó từ một chữ bẻ lên đường tròn thôi, người gọi là đường cong cổ biệt đi từ lên trên, và có thể đối với cái đường gãy bên này cả phần bên này cả anh chị sẽ không quan sát. Nhưng mà phần đường gãy thứ hai có gạch bên hai thì đi hệ cho đường gãy, nhưng mà cả anh chị chứng quy này, cả anh chị thấy nhìn thấy cái đường cong cổ biệt này nó không thay đổi, đường cong này, đường thẳng và cái khoảng cách giữa này nó không thay đổi, thì hai cái thể gãy này trên lâm sàng người ta có thể xếp chung vào một loài, đó là gãy vựng, gãy vựng hay còn gọi là gãy không di lệch. Cái gì lưu ý này, gãy một phần hay là gãy hoàn toàn nhưng mà không di lệch thì người ta xếp vô gọi gãy vựng. Cái gì nhớ nhá, tức là gãy mà không di lệch thì người ta gọi là vựng, vựng chắc á, stable là vựng chắc á. Còn loại thứ hai là một cái loài gãy là típ 3 và típ 4 này, thì cả anh chị quan sát thấy típ 3 này á, là bắt đầu nó gãy ra và nó còn dính một phần, có thể là bắt đầu có dí lịch xoay và nó dính một phần, và cái loài thứ 3-4 này á, là cái chỏ và cái cổ chân này nó tách biệt nhau hẳn và nó tự do, cái chỏ này nó xoay đi một vị trí hướng khác mà hẳn dính dạng cái điểm cái phần mà gọi là phần đầu gãy ngoài vi ấy. Đây là phần gãy trung tâm, đây phần gãy ngoài vi đó. Thì như vậy cả anh chị sẽ thấy đó, nó có sự khác biệt trong cái của phân loại này. Thì cái loại mà gạt đến tiệt 3 và gạt đến tiệt 4 này thì người ta gọi là cái này gọi là gạt không vực à, thì các anh chị lưu ý cho lại. Và tóm lại này, đối với những trường hợp gạt hoàn toàn hoặc không hoàn toàn mà còn cài với nhau, impact á, impact tức là con gặm với nhau á, lồng với nhau, thì trong trường hợp đó người ta gọi là gạt vực à. Và cái loại mà gạt thứ hai đó là cái loại mà bắt đầu có dí lịch của đường gạt nhưng mà con mắc một phần, và di lịch loại thứ tư là hoàn di lịch hoàn toàn, thì hai cái loại này người ta xếp một cái loại là cái không vực đó, thì cảm gì thấy. Và cái giá trị sau này tôi nói đến phân điều trị nó sẽ nói rõ khác nhau như thế nào đấy. Như vậy rõ ràng cảm gì về mặt. Và bây giờ cái hồi này tôi có nói với cảm gì một cái dấu chứng mà nó liên quan đến đường gãy để cảm gì liên hệ, mà cảm gì cần đấy, cảm gì cần phải ký chủ lại cho rõ. Đối với trường hợp mà lâm sàng thì cả anh chị thấy cái hồi này cả triệu chứng lâm sàng mà hai triệu chứng tôi nói cái này, nó cả anh chị lưu ý này, ngắn chi đúng không, xoay ngoài đúng không nè. Thì bây giờ cả anh chị thêm một cái nữa, thêm một cái mà cái hình dạng nữa mà cả anh chị nhớ, đối với những trường hợp mà gãy mà cai như thế này thì đùi của bệnh nhân là chi, thường ở cái thể vàng này, đùi dễ như thế ở cái thể vàng đưa lên một hình ảnh lên trên là để cảm ra hình ảnh đấy thì hẳn cũng rõ lắm, nhưng mà sẽ đây thì cái đuôi như thế này này, nếu cái đuôi ở tư thế nằm ở tư thế này thường là cái tư thế bình gạch đến một gạch đến hai, tức là bệnh nhân nằm tư thế và dàn ra như thế này. Còn nếu mà cái tư thế đuôi á mà gọi là đuôi thế nào là đuôi khép, thì cái đuôi này nó ép sát bên này và một cái chân bên gãy á, cái chân bên gãy bên cho bên chân này, này nó sẽ úp vào cái phần đuôi bên kia đó, và
hãm thì gấp lại thì người ta gọi là đùi khẽ. Còn người tư thế mình thả lỏng như thế này gọi là đùi dàn. Tiếp cả lớp với cả anh chị cả mấy lớp sang cả gì nhìn một lần cả anh chị sẽ thấy. À, mà bên đây cái hình ảnh ấy tôi cũng đưa ra cái hình ảnh mà chụp được cái phần mà đùi dàn đùi khẽ về cả anh chị dễ nhung. Nhưng mà cả anh chị lưu ý trường hợp mà gãy không di lệch, gãy ở lâm sàng gãy không di lệch tức là gãy cai ấy, thì chụp X-quang là xác định là gạch đến một và gạch đến hai, và cái thứ ba nữa lâm sàng là cảm gì sẽ thấy đùi là mình nhân dạng. Còn nếu mà gãy khi mà di lệch thì lâm sàng cảm gì sẽ quan sát của mình là thấy đùi kẹp. Đấy, thế như vậy là tóm lại trong gãy cổ xương đùi về mặt lâm sàng cảm gì nắm rõ ba triệu chứng. Thứ nhất ngắn chi, cái thứ hai là gì, bàn chân xoay ngoài, và cái thứ ba là đùi dàn nếu bệnh nhân gãy cai, và đùi khép nếu bệnh nhân gãy di lệch. Và cả chỉ liên tưởng thêm kỹ nữa, gãy di lệch là gãy, gãy không di lệch là gãy gạch đến 1-2, gãy có di lệch là gạch đến 3-4. Cả chỉ có rõ không ạ? Cái phần này cả chỉ có rõ không? Ok, hầu như là mọi người nắm được hết hả? Đó, thì cả anh chị lưu ý như vậy để khi làm hồ sơ bệnh án, khi làm hồ sơ bệnh án thì cả anh chị lưu ý chẩn đoán gãy cổ xương đùi. Thì ví dụ tôi lấy một ví dụ này, gãy cổ chính giác xương đùi gạch đến 1, gãy cổ chính giác xương đùi gạch đến 2, hay là gãy cổ chính giác xương đùi gạch đến 3, gãy cổ xương đùi gạch đến 1. Thì cả anh chị lưu ý như vậy để sau này khi phần mà điều trị và tiên lượng thì cả anh chị phải biên luận tùy theo cái loại gạch. Và sau này phần điều trị tôi sẽ nói rõ hơn. Thì như vậy rõ ràng trong cái phần như vậy đối với phần chẩn đoán thì như rửa lên chúng ta đã đi qua phần lâm sàng chốt lại mấy cái điểm để cảm nắm, thứ hai là phần chẩn đoán là cũng chốt lại mấy cái điểm để cảm chỉ nắm rồi. Và bây giờ thì đổi theo các anh chị các cái phân loại này để cảm chỉ ghi trong cái phần chẩn đoán là phần thứ ba. Thế bây giờ thì theo các anh chị có cái phần gì mà các anh chị cần cần phải nói trong cái phần mà chẩn đoán này không, ghi nhận các phần chẩn đoán không, theo cả anh chị đủ chưa, cả anh chị bình nhân vô được khám đã đủ chưa, cả anh chị trả lời đi. Vậy như vậy khám bình nhân gãy cổ xương đùi đủ chưa, nếu chưa đủ thì cần phải làm thêm gì nữa không ạ? Giỏi, có người trả lời rất nhanh, Đỗ Thanh Trung là toàn thân, đúng rồi. Cả anh chị khám tại chỗ là cả anh chị để chẩn đoán gãy xương, nhưng mà cả anh chị phải khám toàn thân để phát hiện cái gì, phát hiện cả cái biến chứng sau gãy xương. Cả anh chị khám toàn thân để biết các bệnh đi kèm đó, thì cả anh chị nhiều người quên này lắm, nhiều người rất nhiều người vô là coi như chỉ chăm hâm lên cái xương ấy. Mà trong khi là nhiều khi tôi nói là ví dụ như bệnh nhân cao huyết áp họ đi đó, đêm cao huyết áp nó đi ngã, đi toilet ngã trong nhà vệ sinh thì gây gãy cổ xương đùi. Mình phải biết thì gãy cổ xương đùi là hậu quả của sáu ngã, và cái nguyên nhân và ngã đó là cao huyết áp, mình phải chữa cho người cao huyết áp nữa đó. Thành ra bao giờ các anh chị cũng phải khám toàn thân để đánh giá, để tìm những cái bệnh lý toàn thân đi kèm để chữa. Thứ hai là tìm cả cái biến chứng sau gãy xương. Đây là tôi nói gãy cổ xương đùi là biến chứng sau gãy xương thường nổi thường nha, cái bệnh thường là bệnh đó, nhưng mà ở một số trường hợp khác rất nhiều, ví dụ như là dấu hiệu chèn ép khoang, ví dụ như dấu hiệu tổn thương mạch máu, bắt mạch đánh giá đốt leo vân, rồi cả anh chị phải chứ đó là thì tổn thương thần kinh vân vân. Đấy, anh chị là những cái điều chỉnh mà biến chứng của gãy xương là cả anh chị phải khám để tìm sau gãy xương. Và cái thứ hai là riêng về cái phần mà ngoài cái biến chứng sau gãy xương thì cả anh chị phải lưu ý là tìm các biến chứng toàn thân để mà đánh giá xem thử là biến chứng mức độ như thế nào. Bây giờ là 10:25 thì trước khi chúng ta sẽ 5 phút nữa chúng ta nói thêm về phần mô đồ quốc quen, và sau đó chúng ta nghỉ khoảng 10 phút và chúng ta sẽ trở lại còn khoảng 20 phút để nói về phần số liệu về phần điều trị. Bây giờ 5 phút này tôi sẽ nói thêm cảm gì thì hệ thống phân loại cục bao quen. Thì trong cái phần phân loại cục bao quen thì cảm gì thấy này, bao quen là một trong những tác giả mà đưa ra cái hệ thống phân loại, thì cảm gì thấy là họ dựa vào cái hình thái của đường gãy. Thì cảm gì thấy này, cái góc so với mặt bằng ngang, đây là đường gãy,
mặt phẳng ngang đã 30 độ, khoảng 50 độ, gần 50 độ và 70 độ. Như vậy thì các anh chị thấy vì sao người ta đã có đưa quan hệ thống phân loại này? Thì các anh chị thấy mục đích của hệ thống phân loại này á, thì để các anh chị biết á, trong gãy xương nó có như thế này. Mình bao giờ mình ở tư thế, mình là mình tư thế đi. Đi á, thì còn gọi là Weber là tư thế mà vừa đi tròn đường á, chính chân. Thì khi mà các anh chị tùy thì đổ về các cái đường gãy mà càng ngang, không phải là áp dụng cho gãy cổ xương đùi mà thân xương vậy thôi. Đường gãy này mà càng ngang bao nhiêu thì nó sẽ có một cái lực nén giữa hai đường gãy bao nhiêu. Và khi mà lực nén này bao nhiêu thì nó sẽ dễ liên xương bao nhiêu. Đó. Và gãy càng ngang thì cái đường gãy nó sẽ càng ít bị di lệch khi dưới tác dụng của đi đi đè. Do đó đối với trường hợp này người ta phân về bao quen này, người ta phân là lý do là như vậy. Khi mà các cái đường gãy nó càng đứng thì các anh chị biết rằng càng đứng bao nhiêu thì dưới tác dụng trọng lực thì các anh chị biết rồi, trọng lực nó tùy đến chân đấy, thì khi nó tùy trọng lực này thì mặt phẳng này nó sẽ bị trượt, trượt trượt và cái đầu này nó sẽ bị di lệch lên trên, do đó nó làm xẻ cái phân rách về cái phần này và cuối cùng nó làm tổn thương các mạch máu. Như vậy rõ ràng là cái hệ thống của Powell này phân độ theo cái cấp này cũng có giá trị tiến lượng trong vấn đề mà tiến lượng sau này của cái cuộc xung đột ở cản chỉ lưu ý. Như vậy nói là tóm lại này, tổng hợp trong cái phần này hồi nãy vừa lâm sàng vừa chẩn đoán vân vân hình ảnh vân vân, thì bây giờ chốt lại để cản chỉ lưu ý này. Bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi để cản chỉ việc trước khi qua cái phần nghỉ chúng ta nghỉ một tí, rồi qua cản chỉ suy nghĩ để hồi chẩn đoán trả lời. Nhưng cái yếu tố nào nó có thể tác động đến quá trình liên xương của sau gãy cổ xương đùi về mặt giải phẫu, về mặt phân loại, gợi ý với các anh chị thôi. Đó, thì các anh chị suy nghĩ một tí và chúng ta nghỉ được khoảng 10 phút và sau đó chúng ta sẽ trở lại và tiếp tục cái phần điều trị nhé. Rồi, các bạn biết là thầy Thủy vừa là giám đốc cái trung tâm tiến sinh chỉnh hình mà vừa là trưởng bộ môn ngoại. Thầy là trưởng bộ môn ngoại của bên khoa mình luôn. Đấy, bên khoa mình đó là có 4 trưởng bộ môn nội ngoại sản nhi, là đều là các trưởng khoa hay là các trung tâm lớn của bệnh viện Trung ương Huế hết. Cho nên là gì, mình rất là thuận lợi luôn, rất là thuận lợi trong quá trình học lý thuyết, để mai mốt các bạn đi lâm sàng cũng thuận lợi. Còn bộ môn nội thì giáo sư Đông, phó giáo sư Đông là trưởng bộ môn nội, bộ môn ngoại là thầy Thủy, bộ môn sản là thầy Toàn, Nhi là thầy Hải. Các bạn nên đặt câu hỏi nhé, nhưng các bạn mà không hiểu chỗ nào các bạn đúng rồi, giáo sư Đông tim mặt, Đông tim mặt thì giờ đang là trưởng bộ môn nội. Em không hiểu chỗ nào thì em cứ hỏi thầy. Đó, câu hỏi của phục thì đợi. Bây giờ mình có câu hỏi rồi thì em không có chat lung tung nữa nhé, đợi thầy cô, đợi thầy trả lời câu hỏi cho em.
Những bạn nào mà đã đủ điểm rồi thì tranh thủ thời gian để lao ra điền luôn đi, lát là khỏi phải điền.
Rồi, như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần sau cùng. Rồi có cái vấn đề gì cả, chỉ còn thắc mắc thì chúng ta hỏi. Bây giờ chỉ đến những phần điều trị thì tôi nghĩ rằng đối với y năm thì cả anh chị phần điều trị tất cả chỉ nắm những nguyên tắc chính để điều trị thôi, đúng không? Còn đi sâu vào chi tiết kỹ thuật cái gì đó thì có lẽ là tôi nghĩ cũng không cần thiết, là vì để sau này các anh chị khi mà bắt đầu để người làm định hướng các anh chị biết. Nhưng mà nói thì nói vậy thì các anh chị phải biết được cái nguyên tắc điều trị là như thế nào đó. Thì bây giờ như thế này, các anh chị biết hồi nãy là đầu tiên là phải nói đến cái phần về điều trị. Thì các anh chị biết rồi, bảo điều trị bảo tồn hầu như bị loại bỏ và phẫu thuật là chủ yếu. Đó, như vậy là hai nguyên tắc, nói hai nhưng mà là một nguyên tắc, tức là khi điều trị bảo tồn không áp dụng thì rõ ràng người ta phải áp dụng phẫu thuật. Thì các anh chị biết rằng bảo tồn, nói đến bảo tồn là theo các anh chị hiểu bảo tồn là gì, trong gãy xương mà điều trị bảo tồn là gì? Bò bột, có người trả lời là bò bột, điều trị bảo tồn là bò bột. Ai nào, ai có ý kiến nào khác nữa không? Không có ý kiến nào khác. Các anh chị biết rằng trước khi tôi trả lời câu hỏi anh chị thì có một bài hỏi phân đồ như vậy thì lúc làm bệnh nặng đánh giá thì nên chọn phân đồ nào cho thích hợp? Thì tôi nói lại hồi nãy nói rồi, đối phân đồ của AO thì người ta áp dụng cái nghiên cứu. Đối với các anh chị khi làm hồ sơ bệnh nặng thì các anh chị sử dụng phân đồ gạch đinh là đủ. Powell nó cũng nằm trong gạch đinh rồi đó. Như vậy là các anh chị chọn phân loại của gạch đinh để khi làm bệnh nặng, ví dụ như là gãy, các anh chị chẩn đoán gãy vừng gạch đinh một, hoặc là gãy vừng gạch đinh hai, gãy không vừng gạch đinh ba, hoặc là gãy không vừng gạch đinh một là đủ đó. Còn bò bột, các anh chị biết rằng điều trị bảo tồn là gì? Điều trị bảo tồn là những cái điều trị mà nó chỉ không can thiệp vào trực tiếp bộ gan đó. Thì như vậy các anh chị như rửa là bò bột là một trong những, bây giờ cũng có nhiều cách nặng bò bột đó. Hoặc là người ta thì như vậy các anh chị phải hiểu cái hồi này phần lịch sử tôi nêu các anh chị đấy, đâu ai đó điệp có cả gì biết. Ví dụ như từ xưa là người ta đã biết là điều trị bảo tồn rồi, ví dụ như người ta trước đây người ta điều trị bảo tồn bằng làm cái bột chấm xoay. Cả gì được biết bột chấm xoay không? Tức là mình gãy trên xương đùi nhưng mà mình chỉ làm một cái bột bột ở dưới cẳng bàn chân mà thôi, và người ta để thành một thanh ngang và để cho bệnh chân bệnh nhân nằm yên mất đầm trong cái tư thế không bị xoay, không bị co, không có duỗi gì hết. Người ta gọi là điều trị bột chấm xoay. Thì đó cũng là điều trị một hình thức bỏ bột, không phải là bỏ bột trực tiếp lên trên tiểu gãy mà bỏ bột từ xa để người ta chấm cái di lực xoay. Thì đó là cũng là phương pháp bảo tồn. Hoặc là kéo liên tục cái gì đó cũng là một phương pháp điều trị bảo tồn. Kéo liên tục qua lối cổ đùi cũng là một phương pháp điều trị bảo tồn. Mà tóm lại tất cả những phương pháp mà không can thiệp trực tiếp vào ổ gãy, mổ để can thiệp vào gãy thì người ta gọi là điều trị bảo tồn, kể trong đó có bỏ bột à. Thì các anh chị lưu ý giờ đó. Thì bây giờ đến phương pháp điều trị bảo tồn hầu như bị loại bỏ à. Thì bây giờ như vì sao mà như vậy, có những cái lý do nào mà người ta lại vì sao bảo tồn nó người ta loại bỏ đi? Thì rõ ràng nó dễ thôi, tức là nó không mang lại hiệu quả gì cả. Thứ nhất không mang lại hiệu quả, đây là mong muốn của mình điều trị làm thế nào đi xương thì bây giờ nó bị loại bỏ, đó là cái nhất. Cái thứ hai là khi mà điều trị bảo tồn như vậy thì nó có kèm theo các cái biến chứng nữa. Ví dụ như là các anh chị biết khi điều trị bảo tồn mà bất đồng, ví dụ suy dinh kéo liên tục hay là bỏ bột chấm xoay hay là bỏ bột, thì các anh chị biết đó, nằm bệnh nhân phải nằm một chỗ, nằm một chỗ thì cái điều bao nhiêu điều nó xảy ra, đúng không? Mà đặc biệt là nó liên quan đến các cái biến chứng liên quan đến hô hấp. Ví dụ nằm một chỗ thông khí phổi nó tệ thì là bệnh nhân sẽ có biến chứng gì, là ứ đọng, viêm phổi do ứ đọng, rồi nằm lâu rồi gì do lẹt tì đè đó, vẫn như vân vân và tóm lại nó rất là nặng nề. Như vậy là các chị lưu ý là điều trị bảo tồn là nó có quá nhiều các biến chứng đó, thành gì hầu như là, và đặc biệt là cái mình hướng đến để mà đạt được sự liền xương thì không đạt được, do đó hầu như là người ta bỏ đấy. Thì các chị biết là đó là lý do. Cái thứ hai là bây giờ chuyển qua điều trị phẫu thuật. Như vậy thì phẫu thuật nó
phải mang lại kết quả gì chứ, đúng không? Thì như vậy phẫu thuật nó có cái ưu điểm là gì? Thứ nhất là gì? Mình nắm chỉnh được khoang hở ổ gai và sau đó thì mình bất động vững chắc. Tuy nhiên là khi bất động vững chắc thì bệnh nhân sẽ vận động được, sẽ ngồi dậy được và tránh được các biến chứng như hồi nãy tôi nói. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, đối với trường hợp người già thì phẫu thuật cũng là đặt ra một vấn đề là bệnh nhân bởi vì phải can thiệp và can thiệp thì phải có gây mê. Và gây mê thì cảm chỉ biết rằng đối với những trường hợp này rơi vào người già. Và khi mà rơi vào người già như vậy thì có kèm các cái bệnh lý đại tháo đường, tim mạch, cao huyết áp này, vân vân. Chính những điều đó nó làm cho cái thời kỳ hậu phẫu mà nằm nghề. Do đó chính vì gầy mà giảm cái lý do vì sao trong một thời gian dài trước đây người ta không làm được phẫu thuật, lý do là vì vấn đề hồi sức gây mê của mình có vấn đề. Không phải có vấn đề mà hồi sức gây mê của mình chưa đáp ứng được cái nhu cầu cái phẫu thuật. Đó. Nhưng mà gần đây thì ngành hậu mê gây mê hồi sức nó cũng có những tiến bộ và đặc biệt là can thiệp đến các bệnh nhân già. Do đó thời gian gây mê rồi cả cái chuẩn bị trước mổ như thế nào nào thì những cái vấn đề đó nó giúp cho cái thành công của phẫu thuật của mình, gây mê tốt, phẫu thuật tốt thì mình sẽ phải tốt, kiểm soát được cả cái bệnh lý mà đôi khi bệnh nhân trước đó để mà chuẩn bị cho một cái mổ chương trình cho nó tốt. Thì cản gì biết rằng có những trường hợp đôi khi vào tinh cơ mình phát hiện ra bệnh nhân cao gì cả có nhu máu cơ tuyến, bắt buộc mình được chụp mạch vành xong rồi đặt stent rồi thì khi đó bệnh nhân chức năng tim nó tốt lên, khi đó mình được tiến phẫu thuật. Đó, như vậy là đã làm cả gì. Còn nếu ví dụ bệnh nhân nợ mình vô mình đem đi mổ rõ ràng trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân là thiếu máu rồi, can thiệp một phẫu thuật là mọc stress rất là mạnh, tác động thêm nữa bệnh nhân lấy cơn nhồi máu, chưa biết cái xương điều trị như thế nào mà bệnh nhân đã chết vì nhồi máu rồi. Đó thì rõ ràng dựa cái vấn đề đặt ra đó nó đi theo cả một chuỗi mà đi theo cả gì thấy là gây mê hồi sức và phẫu thuật viên. Đó, như vậy thì và đặc biệt là ở các cái bệnh viện vấn đề tầm soát trước mổ hết sức cẩn thận thì như vậy mình mới đẩy được cái kết quả điều trị lên mong muốn cao nhất, cảm thì lưu ý cho cái điểm đó. Bây giờ như cái về điều trị thì điều trị thì cảm chỉ biết thôi, về nguyên tắc điều trị tại chỗ là phẫu thuật kết hợp xương bên trong và vận động kết hợp xương. Ở đây là gì? Mình mở ổ gãy ra, mình nắn chỉnh cho nó về tư thế giải phẫu. Khi nói đến kết hợp xương thì người ta lưu ý hai cái: một là phải nặng được về tư thế giải phẫu và thứ hai làm thế nào để cố định được cái xương vững chắc ở bên trong. Đó. Thì trong cổ kết hợp xương này, đấy là việc tắc của kết hợp xương này. Thì kết hợp xương bên trong thì như vậy là có kết hợp xương bên ngoài, đúng không? Có gì nào thấy được kết hợp xương bên ngoài chưa? Thấy được cái khung cố định ngoài người ta làm cái điều trị gãy xương chưa? Yes and no thôi. Có gì nào thấy không? Mình phải phân biệt được hai hình thức là kết hợp xương bên trong, mà trong từ mà nếu tiếng Anh mà cả gì đọc á, là họ dùng từ kết hợp xương bên trong mà họ hay dùng từ là internal fixation là cố định trong và external fixation là cố định ngoài. Đó là cả gì phân biệt có hai từ đó, mà trong điều trị mà đọc cả cái sách y khoa thì cả gì sẽ thấy những từ này rất là nhiều. Đó thì ở đây là người ta mổ ra kết hợp xương có thể bằng đinh, có thể bằng nẹp, có thể bằng vít, vân vân. Thì cả này thì cả gì sẽ thấy được bên dưới đây. Và một cái lưu ý thứ hai là mổ càng sớm càng tốt. Như hồi nãy tôi nói rồi, mục đích của làm thế nào đó là gì? Tức là phải để cho bệnh nhân vận động sớm, tắm được các cái biến chứng toàn thân. Có bệnh nhân mình mổ ra mình cố định rất tốt, nhưng mà cuối cùng mổ trễ quá, bệnh nhân đã bắt đầu có các biến chứng viêm phổi, rồi kèm nhiều thứ thì bệnh nhân chưa chết vì cái điều thì gãy xương thì đã chết vì các biến chứng gãy xương. Cái đó thời điểm mổ càng sớm càng tốt. Thêm một lưu ý nữa, thời điểm mổ càng sớm càng tốt thì tỷ lệ xương nó sẽ cao hơn. Đó, lý do là vì sao? Làm thế nào đó được để giải phóng được cái màu tù trong tử càng sớm càng tốt thì lúc đó là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến giảm thiểu cả cái chèn ép các cái mạch máu nuôi dưỡng trong tử, và khi giải phóng được cái chèn ép nuôi dưỡng trong tử thì cái tử máu cổ chọn nó tốt hơn thì liên xương nó cao hơn. Đó là lý do mà vì sao mà tâm bộ càng sớm càng tốt. Các anh chị lưu ý, dù cho mình làm hết sức rồi tốt rồi đó, nhưng mà tỷ lệ tử vong tại viện của bệnh nhân gãy cổ xương đùi cũng rất cao, anh chị lên đến 19%. Anh chị hiểu mổ 100 ca chết 19 ca tại viện là cả anh chị thấy nó như thế nào? Rất là cao. Và đây là gọi là thống kê học tiền tử nhé. Còn tỷ lệ sau 3 tháng tỷ lệ tử vong lên đến 30%, nghĩa là rất là cao. Và cả anh chị thấy tỷ lệ rất là tồi tệ đối với trường hợp gãy cổ xương đùi. Mặc dù mình làm hết sức tốt về mặt kỹ thuật nhưng mà tỷ lệ nó vẫn như vậy. Thì bây giờ đây là một số phần phương tiện để cả anh chị biết mà thôi.
tức là làm đây là một cái nẹp, ví dụ như đầu tiên là có nhiều thứ, ví dụ như bây giờ thì đây là đầu tiên là một đinh này gọi là lên pin, thì cái này là đinh nâu, nâu pin là cái đinh mà của tên của một tác giả, người ta bắn vào trong cổ xương đùi ba cái như thế này và nó cố định được hai cái gì như gãy đai chẳng hạn, thứ ba là đinh này đi vào như là ta là bình diện nguyên đây bình diện thẳng thì nó cố định được hai con gãy với nhau, nhưng mà tỷ lệ nó vừa phải. Đây là đây là họ mình cảm chỉ biết đây là cái hình, đây là hình chụp dưới cái gì đó, đây là một hình ảnh chụp dưới măng phán sản, người ta làm cố gắng sử dụng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu, tức là mix kỹ thuật xâm nhập tối thiểu là gì, ta nặng hoàn toàn gây mê mình đánh xong nặng dưới siam, tức là cái măng phán sản trên hình đó. Và cảm chỉ thấy khi mà nặng đạt yêu cầu rồi, người ta bảo giữa cái măng phán sản người ta bảo ba cái đứng vào để cố định, thì đây là kỹ thuật xâm nhập tối thiểu. Có trường hợp người ta mở ổ gãy ra, người ta nặng bằng mắt thường, người ta nhìn thấy ổ gãy nặng lại bằng phim lên, người ta gọi là một mở. Kỹ thuật xâm nhập tối thiểu nó có ưu điểm là gì? Tức là ưu điểm là gì? Làm nhẹ, tức là can thiệp nhanh cho trên bệnh nhân. Thứ hai nữa là không phải mất máu. Thứ ba nữa là giảm đau cho bệnh nhân. Thì với kỹ thuật này bây giờ thì trong chấn thương của mình đã trở thành một cái mạng rất là lớn. Người ta gọi là sử dụng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu trong can thiệp gãy xương. Đó, giống như là nồi soi vân vân. Đó là những kỹ thuật mà can thiệp rất ít tiên người bệnh nhưng mà mang lại hiệu quả rất là cao. Thì chấn thương mình nên về đây là những cái sốt được bắn vào trong cả cái cổ xương đùi sau khi mình nặng dưới xia thì đuổi như vậy tương tự và đến ngay là một cái tư thế đóng lúc bộ người ta kéo nặng trên một cái bàn bàn chỉnh hình như thế này, sau khi nặng xong xia một trên này rồi xuống đó, và người ta bắn vào cái đinh kiểm tra xia hay là một cái hình nặng một tư thế tập mổ để cản chế. Còn đây là đường mổ hở, mổ như hồi tặng mà tôi nói là mổ ra, người ta gập ra và sau đó cái bộc lộ ổ gãy, bộc lộ gãy xong lại mổ tù xúc cửa xong rồi ta nặng chỉnh hoàn thiện mặt của mình. Bây giờ cả nhà cản gì cũng không gọi là cần được nhiều. Đối với những trường hợp mà chất lượng xương thì người ta gọi là sử dụng các cái nẹp để cố định. Như vậy ngoài thì biết không thì người ta có thêm cái nẹp ở bên dưới nữa. Các anh chị lưu ý những cái nẹp này. Thì đối với những người trẻ thì người ta gọi làm như thế này thì được mạnh được. Đây là cái nẹp gọi là dynamic hip screw, tức là cái vít ép đồng tháng đồng có tác dụng là cố định vững chắc cổ gãy và ép hai liên gãy nhau để làm liên xương. Thì đây là một cái loại tương tự thôi. Sau này các anh chị ai đi về chỉnh hình thì các anh chị sẽ tìm hiểu sâu ở bên này. Đây tôi nhắc để các anh chị biết thôi. Đây là hình ảnh sau mổ của cái và liên xương của cái bệnh nhân mà kể cả xương mình là kể cả trong trường hợp mà chất liên xương tốt người trẻ thì người ta làm cách này. Đây là một cái gamma, nó đinh gamma. Thì gamma này người ta động từ trên đỉnh xuống và cái vít này ta bắt qua trong cái chọn xương đùi và cái đinh gãy là nó cố định hai cái đồng gãy lại với nhau và cái phần vít này được liên vào trong một tủy xương đùi cho cố định. Cái này là một trong những cái mà phương tiện gamma neo này là một trong những phương pháp mà ưu thích bây giờ được dùng thay cho cái nẹp dễ vẽ. Một cái lĩnh vực thứ hai như là hồi khi này mà tôi nói rồi, trong điều trị một là điều trị bảo tồn hầu như người ta bỏ, phương pháp thứ hai là điều trị phẫu thuật. Cái cảnh thì trong phẫu thuật thì bạn chỉ lưu ý cho hai cái, một là chi với kỹ thuật hoặc là xâm nhập tối thiểu, và thứ hai là kỹ thuật mở để cố định. Bây giờ một cái loại thứ ba nữa là cái cuối cùng mà cứu cánh trong trường hợp mà thay khớp, đó là thay khớp háng. Thì bây giờ thay khớp háng này người ta áp dụng trong những trường hợp nào đối với gãy cổ xương đùi? Thì các anh chỉ biết rằng thay khớp háng là một khớp nhân tạo. Thì cái khớp nhân tạo này nó có dạng thì rất là hay, chỗ là như thế này, tức là khi thay vào 3 ngày 4 ngày sau là bệnh nhân có thể ngồi dậy tập đi trên khớp này được rồi. Nhưng mà nói thì bài nói về thôi, bản thân hẳn là gì? Bản thân hẳn là một vật liệu mà nhân tạo. Mà nhân tạo thì gì? Nó sẽ tồn tại theo thời gian, nó mòn, nó lỏng, thì bệnh nhân đi đâu phải thay lại. Mà hẳn không giống như khớp háng mình, đúng không? Thì như vậy rõ ràng đứng về góc độ là y khoa thì bao giờ người ta cũng muốn sử dụng cái của mình hiện có, đó là khớp của mình. Nhưng mà trường hợp bất khả kháng thì người ta phải chuyển qua thay khớp nhân tạo. Thì với đương nhiên khi mà làm như thế này thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn đặt ra. Ví dụ như một khớp háng nhân tạo như thế này, nếu mình thay toàn phần thì có thể nó tồn tại trong cơ thể mình 15-20 năm sau mình phải thay lại. Trong khi khớp bản phần thì khoảng tầm 5-10 năm là phải thay lại. Nếu mình thay thì bệnh nhân sẽ lỏng, sẽ đau vân vân. Thế như vậy thay lại lần sau thì kết quả nó cũng tốt như lần đầu. Mổ lần sau khó nhiều so với mổ lần đầu. Chính lý do vì đó người ta phải đưa ra những cái tiêu chuẩn. Mà một trong những cái tiêu chuẩn đó là gì? Đó là tuổi. Anh gì ở logic người vấn đề lên như vậy. Như vậy rõ ràng thay của thằng nhân tạo người ta chỉ áp dụng cho những nhân gia mà già ở đây là 70 tuổi, nhưng mà theo tôi ở Việt Nam trên 60 là gọi là già. Anh gì không, trên 60 là già. Nhưng mà đối với Mỹ thì cái tuổi gọi là Medicare là 65 tuổi, ở đây thì có người tự người ta cho tuổi già hơn là tuổi 70.
Thì như vậy nói tóm lại, đối với Việt Nam mình, người ta mình có thể xếp theo cái gọi là định nghĩa của chính phủ á, của nhà nước mình á, là già ở trên 60. Còn cái tuổi mình tùy theo cái tuổi mình già này để mình quyết định thấy toàn phần hay bản phần là chuyện khác, tôi sẽ nói phần sau. Đấy. Thì như vậy đối với trường hợp gãy cổ xương đùi nào, là mình thay tuổi mình già này là mình thay khớp. Ví dụ như những trường hợp mà nó gãy chỉ có áp dụng cho trường hợp gãy không bực, đó là cái gì lưu ý này. Gãy thay khớp hàng áp dụng tiêu chuẩn thứ nhất là bệnh nhân phải già trên 60 tuổi. Thứ hai là chỉ áp dụng trường hợp gãy không bực. Vì sao vậy? Vì không bực nó sẽ có nguy cơ không liền xương rất là cao. Đó. Thứ hai nữa là gì? Gãy bừng thì cái tỷ lệ liền xương gặp giảm thấp. Lý do vì đó thì trong trường hợp mà mình vẫn cứu được chọn, do đó mình bắt cổ đình trong để cho nó liền xương thì bạn có thể chọn nó vẫn liền được là của mình. Còn nếu trường hợp mà gãy không bừng thì cái tỷ lệ tiêu chọn sau gãy cổ xương đùi rất cao, tỷ lệ không liền xương rất cao, do đó người ta quyết định thay khớp ngay từ đầu luôn. Nhưng mà chỉ là một người già, hãy lưu ý như vậy. Đó. Thì đó là cái lý do mà người ta lựa chọn thay khớp. Bây giờ các anh chị biết thêm một tí nữa đó. Thì bây giờ thì thay khớp thì nó có hai loại à, trên hình ảnh là các anh chị thấy cái chọn xương đùi đây là một cái khớp nhân tạo mà bản phần, nghĩa là gì, người ta chỉ thay cái phần lấy cái cổ phần chọn này đi đó. Người ta thay là một chọn nhân tạo như thế này, gắn cái protein này vào trong thân xương đùi bằng xi măng hoặc không xi măng. Nhưng mà cái phần ổ cối này người ta muốn căng thì cái gì thấy phần ổ cối đây này, đây là phần ổ cối vẫn để yên cái ổ cối của xương đùi như thế không căng được thì đây người ta gọi là khớp bản phần một nửa thôi, gọi là người ta gọi là làm hemi arthroplasty, hemi là nửa, một nửa là tạo hình khớp một nửa. Còn cái loại thứ hai, nhưng mà cái loại cái thứ hai là gì thì cái loại thứ hai nữa là cản gì biết không, người ta thay luôn cái ổ cối này. Thì cái ổ cối này được mai và người ta lọt dưới bên này thêm một cái xeo nữa, tức là cái lọt ổ cối nữa. Thì với cái thay thì xeo lọt ổ cối như thế này thì nó sẽ cái tỷ lệ mà mòn á đi như thế này thì cả này kim loại này sẽ trực tiếp nó tiếp xúc vào cái ổ cối này gây mòn. Và lý do vì sao hồi này tôi nói là bạn phân chỉ năm 10 năm là mình nhấn một đồng mòn ổ cối ở đâu rồi. Ví dụ như bây giờ mình nhấn thay 60 tuổi 65 tuổi mình bổ ra mình thay lại có phải là rất là như thế không? À, kết quả nó không tốt. Thành viên người ta đổi những người mà trẻ ở đây là trên 60 tuổi nhưng mà còn hoạt động còn active, nghĩa là bệnh nhân vẫn đi lui tới thậm chí lao động được thì người ta thay luôn toàn phần. Lý do người thay luôn toàn phần là gì? Để cho một cái thời gian mà mòn trẻ kéo dài hơn. Và như nữa 15, 20 năm sau mình thay lại, 60 tuổi mình thay, 80 tuổi mình thay lại lần nữa là ok rồi, đúng không? Thành viên cái vấn đề lựa chọn bản phần hay toàn phần là cả này còn tùy thuộc rất lớn vào cái chất lượng xương và tùy thuộc vào độ tuổi đó. Như vậy là cả anh chị biết được là giới thiệu quá để cả anh chị biết rằng hiện tại đây được xem là một cái phương pháp hiện đại và nó để mang lại rất nhiều cái ưu điểm, đặc biệt là giúp cho bệnh nhân vận động sớm, mổ xong về thời gian 3-4 ngày sau bệnh nhân tập đi được liền, làm gì là hầu như các thủ thuật phẫu thuật chỉnh hình. Bây giờ người ta lựa chọn phương pháp này đối với người già là lựa chọn phương pháp thay khớp. Như vậy nhắc lại để các anh chị lưu ý này, như vậy đối với những bệnh nhân trẻ trong gãy cổ xương đùi khi các anh chị chẩn đoán rồi, với bệnh nhân trẻ chất lượng xương còn tốt thì các anh chị ưu tiên là điều trị chỉ đó bảo tồn chỉ là cứu chọn, nghĩa là gì, phải cố gắng kết hợp xương và giữ cái chọn mà lại của từng bệnh nhân. Nhưng mà ở những bệnh nhân mà già lớn tuổi, tuy nhiên cái loại một đó thì các anh chị chỉ áp phân lớn các anh chị áp dụng cho trường hợp có thể đạt đến 1, 2, 3, 4. Nhưng mà đi qua đến cái phương pháp thay khớp rồi thì cả anh chị phải cân nhắc, nếu bệnh nhân già quá ốm yếu, quá già chịu đựng cuộc mổ kém thì cả anh chị thay bản phần. Nhưng mà nếu cả anh chị bệnh nhân trẻ đấy nhưng mà trên 60 tuổi thì cả anh chị làm toàn phần. Cả anh chị lưu ý cho cái đặc điểm này và chỉ áp dụng cho trường hợp những bệnh nhân gãy mất vừng, thấy cái khoảng là mất vừng thì cả anh chị. Còn nếu mà gãy vừng con cai thì cả anh chị phải ưu tiên của mình trong. À, như vậy là cái phần riêng, cái phần mà chỉ định là cản gì như vậy có rõ không? Chỉ cần cản gì nắm chỉ định thôi, thế còn cản gì không cần đi vô biết là thay khớp làm như thế nào, rồi cản gì cũng cần cổ định trong làm như thế nào, cản gì chỉ cần biết chỉ cần chỉ định như được.
nhờ như sau này mà ví dụ như là một bác sĩ đã qua ra trường mặc dù ông làm nhưng mà có ai để hỏi thông tin người gại à thế nếu bây giờ chị làm thế nào mình biết cách để trả lời người ta mặc dù mình làm trực tiếp đó, thì cả anh chị lưu ý cho cái đặc điểm đó. Như vậy nói tóm lại đứng về tiến lượng thì cả anh chị biết đối với một cái gãy cổ xương đùi tiến lượng thì tích tệ thì là vì những cả anh chị biết rằng tỷ lệ cập giá rất là cao, tỷ lệ không liền gọi là chậm liền tiêu chọn rất là cao và thậm chí tỷ lệ tử vong tức thời trong thời kỳ hậu phẫu và sau mổ trong vòng 3 đến 6 tháng đầu rất là cao. Đó là cái gì vì nó tệ như vậy. Do đó là vấn đề mà chỉ định là mình phải rất nắm rất là chắc để mà làm cách gì mà tốt nhất lựa phù hợp nhất của bệnh nhân thì các anh chị lưu ý như vậy trong vấn đề tiên lượng. Thì trong cái phần điều trị thì có hai ba cái kỹ thuật thì hầu như bảo tồn các anh chị bỏ đó. Không hầu như người ta không áp dụng. Thì thứ hai là điều trị bằng cổ định trong. Cổ định trong ở đây là nói đến nắm và cổ định bằng này hoặc cổ định và cái chừng thứ ba là thay khớp và trong cái thay khớp thì các anh chị lưu nắm cho hai cái chỉ định khi nào thì mình thay khớp bạn phần khi nào thì mình làm thay khớp bạn phần đó. Như vậy đó là toàn bộ các cái phần mà liên quan đến các nguyên tắc về điều trị trong những cái cổ xương đùi là như vậy. Thì bây giờ còn lại một ít thời gian thì các anh chị có thể trao đổi những vấn đề gì mà các anh chị có thể thắc mắc chưa rõ thì qua cái bài giảng này thì yêu cầu các anh chị như thế này. Thứ nhất các anh chị nắm được cơ bản những yếu tố giải phẫu về cái vùng gãy xương đùi. Phần thứ hai về mặt lâm sàng là các anh chị nắm cho vững được cái phần chẩn đoán kèm theo là phần phân độ gãy xương. Thứ ba là cái phần về chẩn đoán cận lâm sàng. Phần tư là phần điều trị và thì những cái phần đó thì các anh chị nắm và có những câu hỏi đi kèm mà tôi cũng đưa ra để các anh chị tham khảo đó thì các anh chị biết để mà xử lý trong trường hợp mà gãy được. Đấy, thì bây giờ chỉ còn ít phút một ít thời gian nữa thì các anh chị có thể đặt câu hỏi ta sẽ giải đáp thắc mắc của các anh chị. Rồi bây giờ thì các anh chị coi xem thử là từ hồi nãy giờ chúng ta còn có câu hỏi gì các anh chị chưa rõ thì các anh chị có thể hỏi. Mà hơi hỏi thoải mái nhé. Anh chị có thể trao đổi có vấn đề gì mà thấy chưa rõ thì anh chị có thể hỏi. Em hỏi ở bên chat không thầy? 15 cũng vậy là À, dạ. À, thầy ơi, thầy kéo xuống cái phần tin nhắn ở thầy bên ai chat, hỏi gì thầy có em mấy bạn đang đuổi hỏi. trả lời Dạ, có mấy bạn đang hỏi ở phần chat đó thầy. kéo xuống dưới cùng thầy ơi. Anh chị ra nào có câu hỏi không? Dạ, có mấy Ủa bạn đang cả có hỏi ở đây. bên phần chat đó thầy, rồi nhờ thầy kéo xuống phần phía dưới đó thầy. Hình như thầy không biết có hay sao á thầy ơi. À, băng để trên hả? Dạ. À. Khi thay khớp háng có bạn hỏi này khi trong hỏi khi thay khớp háng thì bệnh nhân có cần uống thuốc chống ngưng cập tiểu cầu hàng ngày không? Cái này thì hơi đi sâu vào điều trị như là em hỏi nên trả lời luôn. À. Đấy, thì bây giờ mình nói như thế là họ mình đặt câu hỏi là mọi người cũng cùng nghe luôn hả? Thì bây giờ là cái vấn đề dùng thuốc kháng đông thì cả gì biết nè rất hay gặp. Thì bây giờ như thế này tất cả các bệnh nhân già đặc biệt là không phải riêng chỉ một khớp háng mà mổ những cái khớp gãy xương lớn hoặc là gãy xương vùng quanh khớp mà lớn á, thông thường người ta phải dùng các thuốc chống cái đó nâng gập tiểu cầu. Vì sao? Thì để chống các cái thuyên tắc tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi. Cả gì lưu ý như thế này này. Bây giờ chưa cái thế hệ mà thuốc kháng đông á, là nó có nhiều cái thế hệ. Đó. Nhưng mà khi dùng kháng đông thì cả gì biết đó chảy máu. Đó. Vậy thì khi nào mình dùng? Đó. Thì bây giờ là cả gì biết rằng có một cái thế hệ đông thế phân tử thấp phân tử cao đó. Thì cái loại mà mình hay dùng mà trên trên lâm sàng thì mình có thể sau trước khi mổ mình sẽ ngưng 6 đến 8 12 tiếng trước khi mổ và sau khi
mình theo dõi sau 6 giờ, ngay 6 giờ đến 12 giờ, thường nó là 6 giờ. Nếu không có biến chứng sau mổ thì bắt buộc người ta phải dùng các cái thuốc miễn tập kỹ cầu. Đặc biệt là các bệnh nhân già kèm theo với các cái gãy xương lớn bắt buộc, đặc biệt là thoái khớp nữa thì càng phải dùng. Nó tóm lại là hầu như cái này là trở thành một cái guideline rồi, bắt buộc các cái thuốc này là phải dùng sau mổ. Tuy nhiên dùng ở thời điểm nào là cảnh gì thôi, hồi nãy tôi nói đấy, phải 6 đến 12 tiếng khi mà mình thấy dấu hiệu chảy máu không có nữa người ta phải dùng. Thứ hai, câu hỏi thứ hai, một bà hỏi thấy chòm như vậy có khả năng trật khớp không à, sau thấy chòm phải hạn chế vận động mạnh không à? Thì như cả anh chị biết rằng á, có thấy khớp háng thì một có hai cái biến chứng mà người ta sợ nhất trong thấy khớp háng, đó là thứ nhất là trật khớp sau mổ, thứ hai là nhiễm trùng, mà người ta xem đây gọi là thảm họa của ngành chấn thương nhiễm trùng, đặc biệt là vấn đề nhiễm trùng. Thì vấn đề trật khớp sau mổ á, thì có xử lý được không? Được cả, vẫn xử lý được. Thì cả anh chị biết sau một cái gãy cụ xương đùi mà thấy khớp thì vấn đề trật khớp là có thể xảy ra, và sau nó nếu trật thì mình có thể giải quyết là bằng hai cách. Một là mình nặng lại kín để gây mê và nặng dưới siam. Nếu mà thất bại nữa thì bắt buộc mình phải gọi là nặng mở, gọi là open reduction, đó là nặng mở. Từ dưới open review là mình phải nặng mở, tức là mình mở lại ổ gãy và mình nặng thì chọn bố làm cũng khớp đó. Thì có hai cách như vậy. Còn vận động thì nó thực sự ra cản chỉ được vô đến trên mạng thì cản chỉ sệt là nó ra thôi. Tức là đối với trường hợp này là sáu khớp thì người ta có một cái guideline để chống cái trật khớp. Mà một trong hai ba cái tư thế mà cản chỉ lưu ý này, thứ nhất là trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng đầu tuyệt đối không cho bệnh nhân gấp khớp háng quá 90 độ. Đó. Rồi cản chỉ này, như là cản chỉ về hình dung là bệnh nhân không được ngồi xổm. Cản gì nữa? Đi bệ sĩ, đi nhà cầu là phải đi bệ sĩ cao. À, tức là nếu mà cản chỉ ngồi xổm hoặc đi bệ sĩ thấp là vô hình dung cản chỉ để tư thế bệnh nhân gấp quá 90 độ rồi. Đó là cái một lưu ý. Thứ hai là bệnh nhân không được khép khớp háng, vì tư thế khép khớp háng là bệnh nhân dễ trật. Do đó bệnh nhân nằm với tư thế dàn và có cái gối chen thì dựa đỡ cân. Đó là cản chỉ lưu ý như vậy. Một cái thông tin mà tôi muốn thông báo với cản chỉ đối với thấy khớp háng bản phân này, thì cản chỉ thấy khớp háng bản phân như thế này này, thì cái tỷ lệ mà trật khớp sau mổ nó thấp hơn là thấy toàn phần. Tái toàn phần nó thấp, nó trật khớp tỷ lệ trật nó cao hơn, nhưng mà cái tỷ lệ bao mòn nó thì chậm hơn. Đó là được cái này được mất cái kia. Nhưng mà các anh chị lưu ý đối với thái bản phân tỷ lệ trật khớp háng sau mổ rất thấp. Nói chung tỷ lệ trật khớp háng chung sau mổ nó tới vào dưới 1%. Đó thì các anh chị lưu ý như là. Có em hỏi, thưa thầy cho em hỏi trường hợp gãy không di lệch đối với các triệu chứng lâm sàng không rõ ràng, nhưng những trường hợp rõ ràng thì vẫn đủ báo triệu chứng ban những loại nặng chi và đưa ra đó là đối với những trường hợp gãy cai thì cả anh chị biết rằng đã một câu này nói rồi, ngắn chi dàn thì đúng đó, chấn xoay ngoài đúng, nhưng mà ngắn chi chưa chắc. Nó vì trong trường hợp mà gãy dàn là gãy cai thì đôi khi cái phần một chuyện lớn nó bị kéo lên cao, thì trường hợp đó là đôi khi không ngắn chi. Thì cần cả anh chị chỉ cần phát hiện một trong hai, một trong ba triệu chứng trên thì cả anh chị có thể nghi ngờ rồi, và khi đó thì cả anh chị chỉ cần là cả anh chị check lại khi đó X quang là được. Nghi ngờ thì mình cho chụp X quang không rõ ràng nữa thì cản gì cho chụp CT, giống hồi nãy tôi nói rồi. Đấy. Một bạn hỏi, trên lâm sàng có thể phân biệt được gãy cổ xương đùi và gãy liên mạc chuyển không ạ? Thực sự ra thì cản gì có một cái dấu hiệu qua kinh nghiệm, nếu ai mà tính một tí thì cũng có thể phát hiện được. Đặc biệt là cản gì thấy thì dấu một trong những dấu hiệu mà cản gì hầu như cản gì gãy cổ xương đùi và gãy liên mạc chuyển đều có. Nhưng mà có một cái dấu hiệu trên lâm sàng cản chỉ thấy này, cái dấu hiệu bầm tím trong gãy cổ xương đùi là một cái dấu hiệu gợi ý khá là quan trọng. Cản chỉ biết vì sao không? Gãy cổ xương đùi là một cái gãy nội khớp, gãy liên mạc chuyển xương đùi là một cái gãy ngoài khớp. Như vậy đối với gãy nội khớp thì máu nó chảy ra nó sẽ đi vào trong bao khớp và làm cho bao khớp nó căng lên mà thôi, chứ nó không lan ra ở các cái mô xung quanh. Nhưng mà đối với gãy liên mạc chuyển xương đùi thì thông thường là gãy ngoài khớp, do đó thì gãy ngoài khớp này nằm ngoài bao khớp, và khi nó chảy máu như vậy từ xương ra từ mô mềm thì nó sẽ theo các cái thở cơ và nó lan ra một cách nhanh chóng xuống đùi, vùng mông, vùng đùi và tím. Thì cả anh chị đó là một trong dấu hiệu một kinh nghiệm lâm sàng, nhìn vào đôi khi mình có thể phân biệt được đó. Nếu mà tôi trả lời như thế này mà cả anh chị thấy có cái gì chưa rõ thì cả anh chị có hỏi thêm nhé. Rồi câu hỏi tiếp theo, việc thay khớp háng bảo hiểm y tế có thanh toán không thầy?
Cái mà bảo hiểm thanh toán thì các anh chị biết là nếu trường hợp này là các anh chị biết bảo hiểm thì thanh toán tùy theo tuổi thì thanh toán từ 80 đến 100%. Nếu bệnh nhân thay bản thân mà bảo hiểm anh có cái trần thường là bị khoảng dưới 35 triệu, bản thân thì người ta thanh toán 100% thì bệnh nhân hầu như tổn đồng nào. Nhưng mà nếu thay toàn phần thì bảo hiểm tối đa chỉ thanh toán được 45 triệu, dù em có làm loại 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu vân thì bảo hiểm tối đa chỉ thanh toán được 45 triệu và bệnh nhân phải đóng thêm những cái phần chênh lệch. Thì mà ra bác sĩ tìm hiểu lại lần sau. Mà có bà mới trả lời thanh toán, vẫn thanh toán. Rồi, bệnh nhân 78 tuổi có bà hỏi này, vào viện vì té cầu thang, sau khi bác sĩ chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải, suy tim, lao phổi, loạn xương. Sau khi hội chẩn tình trạng bệnh nhân không cho phải phẫu thuật nên chỉ định đặt nẹp cổ định, vật lý trị dương, điều trị các bệnh nội soi. Thưa thầy, bệnh nhân, thưa thầy vì sao không cho bệnh nhân phẫu thuật? Các anh chị biết rằng á, để phẫu thuật được, đầu tiên là mình phải chuẩn bị bệnh nhân thật tốt và cái tình trạng bệnh nhân mình phải đánh giá là bệnh nhân chịu đựng được cuộc phẫu thuật. Tôi lấy ví dụ hồi nãy tôi có nói rồi, các anh chị biết, ví dụ như mình một bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì cả gì nguy cơ đe dọa thiếu máu cơ tim cục bộ, thì khi bởi tác dụng bởi một cuộc gây mê nó có thể ảnh hưởng đến cái phần chức năng bị truyền dịch thì nó vân vân thì ảnh hưởng đến cái chức năng tim, và trong trường hợp nợ thì đôi khi là bệnh nhân lên cơn nhồi máu. Thì như vậy rõ ràng trong trường hợp mình phải tiên lường được các cái vấn đề có thể xảy ra, và nếu được thì cả gì phải điều trị các cái bệnh đó dứt điểm nào cả gì cục bộ. Nhưng mà trong thực tế lâm sàng cả gì biết rằng nếu mình cái gì nó hai mặt trong cuộc thực tế vậy, trong cuộc sống vậy thôi, cái gì hai mặt có được mặt này được mất mặt kia, ít cả gì kiểm soát được cả cái bệnh lý mà tốt cho gây mê, nhưng mà bù lại thì bệnh nhân phải nằm điều trị, và khi nằm điều trị nó thì đôi khi bệnh nhân lại xảy ra các biến chứng khác, tức là ví dụ như loét, như viêm phổi vân vân. Thì bây giờ vấn đề thầy thuốc của mình làm sao là dung hòa được, nhưng mà về nguyên tắc là cả anh chị khi nào bệnh nhân đủ các điều kiện phẫu thuật thì cả anh chị mới được mổ. Còn ví dụ như giả sử như chưa đủ các điều kiện phẫu thuật thì các anh chị phải điều trị dứt điểm. Tôi lấy ví dụ này, nếu có phát hiện nhồi máu cơ tim, các anh chị phải mời bác sĩ tim mạch hội chẩn, phải đặt stent mạch vành trước khi phẫu thuật. Thứ hai, ví dụ như phát hiện bệnh nhân đái tháo đường nặng, đái tháo đường nặng thì có nguy cơ nhiễm trùng, các anh chị phải hạ đường máu tối thiểu xuống ít nhất dưới 8, các anh chị mới được mổ, nghĩa là phối hợp với điều trị qua được mổ. Trong khoảng thời gian mà các anh chị điều trị như vậy, bệnh nhân thế nào lại đau đúng không, thì mình phải phối hợp cho bệnh nhân điều trị các thuốc giảm đau. Cái thứ ba, bệnh nhân phải được chăm sóc tốt để tránh các biến chứng, như là phải chăm sóc đường tiết niệu này, tiểu là phải chăm sóc này. Thứ hai là phải tập luyện này, bằng cách là phải nghiêng lưng bệnh nhân này, nghiêng lưng cái đó mình là cho thuốc giảm đau rồi bệnh nhân sẽ đỡ, nghiêng lưng để có phổ lưng này, phải thông khí phổi cho tốt vân vân. Thì như vậy mình sẽ tránh được các biến chứng xảy ra trong quá trình điều trị. Khi nào các anh chị đưa các cái chỉ số trở về phương pháp cái gọi là điều kiện gây mê tối ưu rồi thì các anh chị một thì các anh chị lưu ý cho cái đó. Câu hỏi này là liên quan điều trị hơi sâu đấy, nhưng mà thực tế là như vậy. Xin có một câu hỏi của bạn hỏi là xin thầy nói thêm cho tụi em về thay khớp sinh học. Thì thực sự ra thay khớp sinh học, thay khớp hẳn là một cái khớp người ta làm bằng một cái vật liệu người gọi là một cái chất. Bây giờ nó có rất nhiều các cái loại vật liệu, mà cái này là một trong những cái tiến bộ mà ngành chỉnh hình bây giờ đạt được. Nhưng mà nói vậy thôi, nó vẫn chưa hoàn hảo. Tôi lấy ví dụ chưa hoàn hảo đó ra, khi cái kim loại nó xoay vào trong cơ thể, nó sẽ trong quá trình bào mòn thì nó sẽ phóng thích các ion, và các cái ion này bản thân nó sẽ gây nên các phản ứng với cơ thể của mình, đặc biệt cụ thể là xương. Ví dụ như nó làm tiêu xương, nó làm viêm xương và nó làm lỏng các cái vật liệu sinh học nó đi. Đó là một. Thứ hai nữa là vì một cái số vật liệu nó dễ vỡ, ví dụ như ceramic chẳng hạn, thì nó tránh được các cái phóng thích các ion, nhưng mà ngược lại là nó có thể vỡ, và nó vỡ thì mình phải thay lá. Đó, nó tóm lại là đây cả là một cái vấn đề rất lớn của ngành mà gọi là thay khớp của trong chính trị. Thì cái này nôm na là vật liệu nhân tạo, được một cái sau này nó có những tiến bộ là chi, cái tính bào mòn của nó rất là thấp. Nguyên tắc là làm thế nào để bào mòn thấp và tránh được các cái biến chứng tiêu xương thì ok. Cả anh chị nếu tính thì cả anh chị sẽ thấy trong cái hình báo quan này nó có một cái hình ảnh tiêu xương, các cái bệnh nhân này mổ khá lâu rồi, khi đi thì có một những tiêu xương. Cả anh chị thấy trong cảnh như phần này, mà chỉnh được tiêu xương này lâu lâu 5 năm 7 năm 10 năm 20 năm sau nó sẽ bắt đầu gây lỏng protein này, rồi bệnh nhân sẽ rất là đau. Thì cả anh chị nói nó sơ sơ vậy thôi, thế còn cả nhà đi sâu vào như tự lập. Thưa thầy, cả nhà là có một bài hỏi này, góc tạo bào cổ sinh đôi rằng mọi người khác nhau không, vì em thấy nhiều người chỉ ít chúng ta nên gãy cổ sinh đôi chịu ít
chữ ít, chấm chữ ít này nó liên quan gì đến góc cổ thân xương này đấy mà em ạ. Tức là cái chữ ít này nó liên quan đến cái trục của xương đùi và trục của xương chai, thì cả là chính xác hơn. Mà cả này là đôi khi là do bẩm sinh, cũng có thể là do mắc phải. Em thấy người ở cả em thấy người già thường là bây giờ chân người lớn người hay đi vòng kiềng là gì, do khi đó cấu trúc collagen nó không còn nhiều nữa mà canxi nhiều cứng và bắt đầu có hiện tượng là biến dạng xương. Thì trong trường hợp này là tạo nên chữ ít, và tôi tính chữ ít hoặc là chữ ô hoặc là chữ ít cũng có thể là một bệnh lý bẩm sinh, mắc mẹ bẩm sinh, tức là sinh ra đã bị rồi và cũng có thể là gặp. Cái con đối với trường hợp này thì người ta nếu mà nó di lệch hay không di lệch nên nó gây đến cái biến chứng gọi là vá rút, thì vá rút thôi nữa chi, vá rút là nó mở gấp vào trong và quán gút là nó mở gấp ra ngoài. Nhưng mà cái này hẳn cũng đáng kể giống như bằng chứng chữ ô chữ ít mà em hiểu cái bằng chứng như thế này là hẳn đúng à. Khi nữa là có thể cái trục của thân xương có thể mở ra ngoài một tí hoặc là mở vào trong một tí, nhưng mà nói chứng chữ ô chữ ít là nói đến gãy thân xương đùi và xương chay chứ. Nếu lúc khai khớp xong mà bị nhiễm trùng thì nên làm gì à? Ôi trời, cái này là cả một vấn đề em ạ. Đấy, thì như vậy là cả hai cảnh gì biết này, thay cập xong bị nhiễm trùng thì mình phải điều trị thôi. Thứ nhất là rất là khó, tùy theo giai đoạn, có thể là đôi khi là hầu như, nhưng mà nguyên tắc điều trị là đã nhiễm trùng là thảm họa, tháo toàn bộ protein ra, điều trị kháng sinh và làm kháng sinh đồ và điều trị theo kháng sinh đồ, nói chung khá phức tạp, nhiều phương pháp. À, tạo mình thể tàng yếu gãy cổ xương đuôi gạch lên một không được chỉ định họ thuộc mà chỉ định bảo tồn thì khả năng liên xương di chuyển nhẹ nhàng có cao không, tức là trong trường hợp mà gãy cai như thế này vẫn có thể làm được đấy à. Ví dụ như trường hợp này thì nếu gãy cai mình phải cho bệnh nhân nằm tại giường giảm đau, và đến thời gian khi bắt đầu bệnh nhân giảm đau rồi thì cho bệnh nhân căng trở làm thế nào để cảm giác được toàn thân như là lẹt như phổi như vân sau một thời gian nữa rồi. Nhưng mà tuyệt đối không cho bệnh nhân đi ra các phòng thời gian khoảng 6-3 tháng à, đối với bệnh nhân gãy cai. Nếu bệnh nhân gãy cai mà bệnh nhân không đồng ý mổ thì mình điều trị bảo đối những trường hợp bảo tồn làm cho giảm đau, và đặc biệt là phải chăm sóc toàn hơn, tăng trợ bệnh nhân làm thế nào để được tận lưỡi ép, làm thế nào để đừng có bị viêm phổi hơn, thì mình chờ không có cái giai đoạn nào thì như vậy là có thể cứu được trường hợp bệnh nhân, nhưng mà cũng có thể là đảm bảo được bình thường xưa. Có giới hạn thời gian vàng cho các can thiệp điều trị gãy xương đùi không, trường hợp viêm xương nhiễm cùng mệt mỏi bị chứng bổ sung nhiễm nên nó gì phải liên hệ hỏi những việc cũng rõ ra. Như thì khi đó đối với gãy cổ xương đùi thì mình nói hồi nãy rồi, gãy cổ thay khớp thì có cái gãy gọi là khi đó thời gian vàng, nhưng mà phẫu thuật cổ điển trong thì làm càng sớm càng tốt. Câu hỏi cuối cùng, mổ thay chòm thì chi phí còn cao không? Thì cái này hồi nãy nói rồi, trùng hợp với cái bàn trên nhé, hẳn cũng cao lắm đó. Thì như vậy đấy là hết toàn bộ các cái câu hỏi mà cả anh chị các giải đáp. Thì có lẽ bây giờ chưa là cái thời gian chúng ta cũng hết rồi, thì tôi đề nghị như thế này, nếu cả anh chị có thắc mắc gì thì cả anh chị có thể một là có hai phương án. Thứ nhất là nếu sau này mà ra thực tập lâm sàng ở Huế thì cả anh chị đi lâm sàng thì cả anh chị có thể hỏi trực tiếp và tôi sẽ giải đáp trực tiếp. Còn phương án thứ hai là cả anh chị có thể tập hợp câu hỏi lại, các bạn nào trong lớp tôi gửi qua địa chỉ email thì tôi sẽ trả lời qua email cho cả anh chị. Còn email thì nhà trường có đấy rồi hả. Đấy, như vậy đấy, thì như vậy là cái bài giảng ta hôm nay là kết thúc. Thì rất vui là rất tiếc, vui nhưng mà rất tiếc là không gặp được cả anh chị đó. Thì chúng ta sẽ trao đổi cách thoải mái hơn, thì có lẽ là hy vọng dịp khi mình dịch qua rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội để gặp nhau và học được cùng nhau thì nó thoải mái hơn. Ok, bye bye. Cảm ơn thầy.